Cô gái này là do Chebi, là một nữ idol đình đám nổi tiếng bấy giờ. Trong lúc phát sóng trực tiếp, cô chưa kịp tắt máy mà đã vội xoay người đi vào phòng thay quần áo. Nhà tạo kiểu nhìn thấy móng tay dài của Chebi làm cho cô ấy bất tiện trong việc buộc giày. Nhà tạo kiểu ngay lập tức chạy đến ngồi xổm xuống đất, sau đó nâng chân của Chebi lên đùi mình. Chebi nhìn thấy hành động của nhà tạo kiểu, cô cảm thấy rất khó xử. Nhà tạo kiểu nói với Chebi đây là giày mới, nếu không may trang sức trên móng tay có vấn đề gì thì sẽ phải bồi thường. Sau khi nghe những lời này, Chebi hứa bản thân sẽ giữ gìn chúng thật tốt. Vốn dĩ đó chỉ là một màn giúp đỡ hòa hợp giữa hai bên. Nhưng người qua đường lại có một cái nhìn khác. Hai người qua đường cho rằng nữ thần tượng Chebi ăn hiếp nhân viên. Hơn hết còn gắn cho Chebi một cái mác nhân phẩm xấu. Cô ta vô liêm sỉ thật đấy. Sao cô ta có thể dẫm chân lên đùi của nhà tạo kiểu, rồi sai bảo người ta buộc dây giày cho chứ? Nhưng hai người qua đường không biết rằng điện thoại của Chebi lúc này vẫn đang phát sóng trực tiếp ở trước mặt bọn họ. Chỉ vài phút sau đó, tin đồn Chebi bắt nạt nhân viên đã bị lan truyền khắp mọi nơi. Lúc Chebi biết được tin tức này, cô đã ý thức việc sắp tới đây phải đối mặt với dư luận. Dù là vậy đi nữa, trước hết cô phải giải quyết xong các công việc còn đang dang dở. Trong buổi chụp hình, Chebi luôn cố gắng duy trì trạng thái tốt nhất có thể. Nhưng lời bàn tán của các nhân viên xung quanh khiến cô không thể tập trung được. Năm 14 tuổi cô đã trở thành nữ thần tượng quốc dân nên cô rất hiểu rõ. Để có được chỗ đứng cho vị trí này, bản thân đã phải trải qua khoảng thời gian yêu ghét từ nhiều người khác nhau. Ngoài một đống bình luận chửi bới của cư dân mạng, Chebi cũng nhận được một số tin nhắn động viên cổ vũ đến từ bạn bè của cô. Ngay sau đó cô đã trở lại trường học, nhìn thấy nữ thần tượng, các bạn học đều vui vẻ xin chụp hình cùng với cô. Bỗng có một bạn nam hỏi Chebi, chuyện đó là thật sao, chuyện mà cậu phẫu thuật thẩm mỹ á? Tất nhiên đó không phải là sự thật nhưng Chebi không biết trả lời sao nữa. Trong lúc dù đang bối rối, bạn thân của Chebi lao đến, cũng nhờ đó mà giúp Chebi giải vây tình huống khó xử này. Sau khi kết thúc tiết học, Chebi vui vẻ đi đến căng tin mua đồ ăn vặt cho các bạn trong lớp. Cô tình cờ nghe thấy những lời bàn tán về mình. Bọn họ mỉa mai Chebi là người không có não, thế mà lại còn muốn dựa vào scandal của Chebi để nổi tiếng. Nếu như Chebi đăng ảnh chụp cùng chúng ta, chắc chắn lượt theo dõi của chúng ta sẽ tăng nhanh chóng cho mà xem. Cậu nghĩ cậu ta sẽ làm vậy sao? Lời nói của bọn họ đã bị Chebi nghe thấy hết, vẻ mặt ba người bọn họ hoảng loạn. Có điều Chebi không hề tức giận, thay vào đó cô cười tươi, lấy điện thoại ra, chụp ảnh cùng với ba người bọn họ. Xong cô cũng đăng bức ảnh này lên trang cá nhân của mình. Đi kèm với dòng trạng thái, đây là những người bạn thân của tôi. Đợi cho đến khi lượt thích và lượt theo dõi của bọn họ không ngừng tăng lên, cả ba mới hài lòng mà rời đi. Nhưng hành động này cũng được cô bạn thân của Chebi nhìn thấy. Cô có chút giận và thả một bình luận vào bài đăng đó. Bạn thân của Chebi là một người khác. Vì để chứng minh lời nói của bản thân là sự thật, cô đã chụp bức ảnh trong vở ghi chép của Chebi đăng lên mạng. Nhưng cô không ngờ rằng cũng tại vì bức ảnh này, một lần nữa khiến cho Chebi bị cuốn vào vòng xoáy dư luận. Thấy trên quyển sổ toàn ghi những thứ không liên quan đến việc học, đám đông học sinh cho rằng Chebi chỉ đang tạo dựng hình ảnh học bá mà thôi. Bấy giờ Chebi có giải thích cũng vô ích. Hôm nay vốn là ngày cô quay trở lại màn ảnh, nhưng lại bị đám phóng viên ở phía dưới tra hỏi. Chính lúc cô đang muốn chạy trốn khỏi nơi đây, bất ngờ nhìn thấy nhân vật truyện tranh mà cô thích nhất đứng ngay phía trước mặt mình. Chebi đang định đi xuống xem sao, ai dè cô lại bị trẹo chân. Rất may có người đã kéo tay cô lại, đợi cho đến khi Chebi mở mắt ra. Cô phát hiện đây đã là một thế giới hoàn toàn khác, cô không tin bản thân có thể xuyên không vào trong truyện tranh. Sau khi tỉnh trở lại, Chebi phát hiện bản thân như này mà biến thành nữ phụ ác độc. Mà người đàn ông đang đứng trước mặt cô chính là Soo vai diễn mà cô yêu thích nhất trong truyện tranh. Tuy là cô không thể tin nổi chuyện này, nhưng mỗi dấu vết bên cạnh đều đang chứng minh sự thật là cô đã xuyên không. Nhưng cô không hiểu tại sao mình lại rơi vào cái vai nữ phụ ác độc. Sau khi tan học, Chebi nhìn thấy Jami, vai nữ chính mà cô thích nhất. Cô ấy cũng chính là mối tình đầu của Soo. Nhìn thấy Jami không tìm thấy đồng phục thể dục, Chebi tốt tính nhắc nhở cô ấy nó ở chiếc tủ bên cạnh. Là do cậu làm sao? Chebi nhanh chóng giải thích không phải do mình làm. Nhưng lúc Soo tìm được đồng phục của Jami tròn tủ, cô lại càng khó tránh khỏi sự nghi ngờ từ Soo. Chebi lúc này cũng không biết giải thích sao nữa. Làm sao cô có thể nói là do cô nhìn thấy trong sách? Trong tiết học lớp thể chất, Chebi nhìn thấy Jami có chút mệt mỏi. Cô có chút lo lắng, ai dè hai người bạn cùng chụp lén ảnh của Jami rồi gửi vào nhóm trong lớp. Chế giễu Jami là công chúa cao quý, nhưng như vậy vẫn chưa làm vừa ý cô ta. Tiếp đó lấy một chai Coca-Cola, dùng sức lắc cái chai thật mạnh, nói rằng sẽ giúp Chebi trả thù. Nhìn thấy phân cảnh trước mặt mình, Chebi lập tức nhớ lại những tình tiết cụ thể trong quyển truyện tranh. Được biết đó chính là Jami bị các bạn bè trong lớp bắt nạt, cố tình để Coca làm ướt người cô ấy. Thế là lúc Jami đang định mở nắp chai ra,
Chebi lập tức đi đến giành lấy nó và ngăn Jamie lại. Chebi cho biết cô cảm thấy hơi khát. Cô bạn kia cũng không nói gì, chỉ nhìn về phía Chebi. Nhưng đúng lúc Chebi đang định cầm chai coca rời đi, thì lại bị Sun-ho cản lại. Sun-ho ép cô ấy uống ngay tại đó. Chebi chưa kịp phản ứng, anh đã giúp cô mở nắp chai ra. Chebi lúc này bị coca phun ra khắp người. Có điều sau chuyện này Chebi cũng để lại ấn tượng tốt với Jamie. Và lại Chebi cũng quyết định sẽ bảo vệ cô gái Jamie lương thiện này. Chebi cũng giúp cô ấy thoát ra khỏi nhóm trò chuyện kia. Cô cũng nhắc nhở Jamie nếu có ai hãm hại thì phải phản kháng lại. Nhưng ai ngờ Jamie cho biết cả nhóm đều bắt nạt cô ấy. Mà điều này không phải do tay Chebi tạo nên hay sao? Nghe vậy cô chỉ có thể gượng cười cho qua chuyện. Một ngày vất vả trôi qua, cuối cùng cũng tới lúc ra về. Có điều khó khăn lại ập đến với cô rồi. Trong quyển truyện tranh đó không có đề cập đến địa chỉ nhà của Chebi. Cô bất lực, một mình ngồi trong khuôn viên trường học. Nhưng lúc cô đang muốn ngủ tại đây, thì đột nhiên lại nhớ đến một nơi bí mật mà cô đã từng nhìn thấy trong truyện. Khi cô đi vào trong, bỗng tiếng của Sun-ho vang ra từ phía sau lưng cô. Sao cậu lại ở đây? Đúng lúc bảo vệ trong trường đang đi qua đây, vì vậy Sun-ho lập tức kéo Maji vào trong góc khuất để trốn. Chebi chưa bao giờ nghĩ cô có thể đứng chung với Sun-ho như thế này. Nhưng Sun-ho rất tò mò tại sao Chebi lại xuất hiện ở nơi đây. Anh nghĩ rằng Chebi đến đây là để giở trò, cố ý thu hút sự chú ý của anh. Vì vậy mà Sun-ho thẳng thừng nói bản thân anh rất ghét cô. Hiện tại Chebi rất bi thảm, bởi vì cô không muốn trở thành nữ phụ ác độc này. Nhưng vì muốn để lại ấn tượng tốt đối với Sun-ho, Chebi bắt đầu bắt chuyện với anh. Cô nói với Sun-ho về mức độ nghiêm túc của việc học tập và công việc. Nhưng Chebi không ngờ, Sun-ho hỏi ngược lại cô. Cậu có vẻ biết rất rõ về tôi nhỉ? Sao cơ? Mặc dù không biết rõ về tôi, nhưng cậu lại cố tình giả vờ biết rõ đến vậy. Đúng thật là phiền mà. Lúc này Chebi có chút sững sờ. Quyển truyện tranh cô đã đọc không biết bao nhiêu lần, làm sao có ai có thể hiểu rõ Sun-ho hơn cô ấy. Sau một ngày vất vả, Chebi đã thấm mệt và đã ngủ quên lúc nào không hay. Tuy nhiên cô lại bị rơi vào giấc mơ. Cô ấy bị cộng đồng mạng tấn công. Trong lúc cô đang sợ hãi thì Sun-ho đã đi đến và ôm lấy cô. Điều này làm cho Chebi cảm thấy rất an toàn trong vòng tay của anh ấy. Nhưng khi Chebi mở mắt tỉnh dậy thì Sun-ho đã rời đi. Anh cũng không quên để lại một mảnh giấy nhỏ trên đầu Chebi. Cùng lúc đó, cô lại nghe được một giọng nói khác sau lưng mình. Anh ấy chính là Chin-woo, anh ấy chính là học trưởng trong cái trường này. Chin-woo thản nhiên nói với Chebi đã 9 giờ rồi, tiết học đã bắt đầu rồi. Sau khi nghe điều đó, Chebi vội chạy nhanh lên lớp. Nhưng khi đi ra ngoài cô mới nhìn thấy bản thân trong gương. Sau giờ giải lao, nhìn vào tờ ghi chú của Sun-ho để lại, cô quyết định cắt đứt quan hệ với Sun-ho. Vừa dứt lời thì Sun-ho đã xuất hiện trước mặt cô. Chebi hốt hoảng lập tức bỏ chạy, nhưng điều cô không mong đợi đó là dù có cố gắng chạy trốn thì vẫn chạm mặt với Sun-ho mọi lúc mọi nơi. Trong lúc ăn cơm, Chebi vô tình nhìn thấy nữ chính Jamie, nhưng cô không ngờ là không một ai muốn ngồi chung với Jamie. Sau khi nhìn thấy vậy, Chebi đã hỏi các bạn học của mình. Hóa ra nguyên nhân là do nằm ở Jamie. Chebi cầm điện thoại lên đọc bảng tin được đăng lên trang web của trường. Jamie thật thô lỗ mà, cố tình tử tế trước mặt Sun-ho. Những lời bình luận đều phàn nàn về sự bất lịch sự của Jamie. Đột nhiên Chebi nhìn thấy Jamie, phía sau có cô bạn học kia gọi Jamie lại. Nhưng Jamie không thèm trả lời, thay vào đó cô chạy đến nói chuyện với Sun-ho. Lúc này, Chebi có chút nghi ngờ, lẽ nào Jamie thật sự lại là người khác? Lọ hoa trên ban công đang từ từ rơi xuống, khi Chebi nhìn thấy nó, cô đã hét lớn lên, có vẻ như Jamie không nghe thấy tiếng hét của cô. Vì vậy, Chebi sốt ruột chạy qua chỗ đó, kéo Jamie sang một bên. Sao cậu không nghe người khác gọi lại chứ? Tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu, bởi vì tai của mình không thể nghe rõ được. Lúc này, Chebi có chút sững sờ, bởi vì cô chưa bao giờ nhìn thấy bối cảnh nhân vật này trong truyện tranh. Nhưng Jamie nói rằng kể từ khi còn nhỏ tai cô đã bị như vậy rồi. Sau khi nghe thấy vậy, Chebi cảm thấy rất có lỗi với Jamie. Hơn nữa Jamie cho biết bởi vì tai cô không tốt nên không thể nghe cuộc gọi của người khác. Chính vì như thế mà cô bị các bạn trong lớp hiểu nhầm là bất lịch sự. Trong số bọn họ, không ai muốn biết sự thật, chỉ muốn bắt nạt cô và nghĩ rằng suy nghĩ của bọn họ về Jamie là đúng. Trở về hiện thực thì Chebi đang chịu phải áp lực từ cư dân mạng nên cũng hiểu được cái cảm giác bị đối xử như vậy. Cô cũng hiểu và cảm thông hơn cho Jamie. Bất giác Sun-ho cũng đi đến chỗ hai người. Phản ứng đầu tiên của Chebi: không phải tôi yêu cầu cô ấy mua đồ ăn nhẹ này đâu. Đây là Jamie mời tôi, đúng thế, đây là tớ mời cậu ấy đấy. Nhưng Sun-ho nghĩ rằng đó là chiêu trò lợi dụng của Chebi, vì vậy anh đã rất tức giận và bảo Chebi hãy dừng lại hành động ngớ ngẩn của cô. Hơn nữa, thời gian này, Chebi cũng biết rằng cô đang trong vai nữ phụ ác độc. Dù có giải thích như thế nào thì Sun-ho cũng không tin, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản cách mà cô đối xử tốt với Jamie. Vì vậy ngày hôm sau cô đã tìm đến Han Se, anh là người rất nổi tiếng trong giới nữ sinh. Cô bảo anh ấy hãy lan truyền tin đồn về mình để minh oan cho Jamie. Thay vào đó, Chebi đem các mục tự ti vào bản thân mình, nói rằng cô mới chính là người bị cô lập và cũng đăng tin đồn nạn nhân bi thảm nhất là Jamie.
Chin U bên này cũng giúp Jamie giải thích trên radio. Chebi bước vào lớp học và quát vào mặt Jamie. Vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy tình cờ bị Sun Oh nhìn thấy. Jamie vốn dĩ đang muốn nói về tình hình đôi tai của mình, nhưng tất cả đều bị Chebi ngăn lại và những việc làm gần đây của Chebi cũng bị So Oh nhìn thấy. Anh cũng dần dần bắt đầu thay đổi thái độ của mình. Vì để được Chin U giúp đỡ mình, Chebi đồng ý yêu cầu của anh đó là nhổ cỏ trong sân trường. Nhưng ai biết được cô tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Jamie và một bạn học. Jamie dễ thương mời anh ấy đi ăn tối, không phải đi với Sun Oh, mà là chỉ hai chúng ta cùng nhau đi ăn cơm. Sau khi nhìn thấy cảnh này, Jamie như chết lặng tại chỗ. Lẽ nào trong quyển truyện tranh đó, lúc đầu Jamie không thích Sun Oh sao? Chebi ngay lập tức liên tưởng đến cảnh Jamie và Sun Oh trong buổi lễ tốt nghiệp. Đây là phần cuối của câu chuyện. Bất ngờ người đàn ông lại tách ra, đứng phía trước mặt nói với Sun Oh là anh và Jamie đang yêu nhau. Đồng thời Jamie cũng chọn ở bên Sun Ho, và Sun Oh sẽ nhận một cú sốc, anh không thể chấp nhận việc này. Vì vậy quyết định sẽ trở thành một vị linh mục trong nhà thờ. Chebi vì muốn để giữ phần kết này trong truyện, quyết định sẽ giúp Jamie quay về bên Sun Oh. Chebi giả vờ tỏ thái độ với Jamie và nói bản thân rất ghét cô ấy. Sau khi Jamie nghe điều này, cô nghĩ nguyên do chính là Sun Oh. Lúc Chebi vừa quay lại, Jamie lỡ miệng nói rằng người cô thích là người khác, đó không phải là Sun Oh, đó là Sun Ho đúng không? Đúng thế. Sao cậu lại biết được hay vậy? Chebi cuối cùng cũng đã xác nhận được tâm ý của Jamie. Nhưng Sun Oh thì khó tiếp cận, không biết sắp đặt nhân vật chính như vậy hay còn nguyên nhân gì ở phía sau. Trong mắt của Sun Oh, chỉ có mỗi Jamie là xinh đẹp, ngay cả khi không thể thay đổi suy nghĩ của Sun Oh. Nhưng Chebi quyết nhất định sẽ tìm cách chia rẽ hai người. Chỉ cần Sun Oh xuất hiện trước mặt Chebi, Chebi ngay lập tức cố ý trốn khỏi tầm mắt của Sun Oh. Jamie quên mang theo hộp bút. Sau khi Sun Oh biết điều đó, anh đã lấy bút của mình cho Jamie mượn. Nhưng Chebi ở một bên nhanh chóng đã giật lấy nó. Dùng của mình đi, cây bút của mình nó đẹp hơn. Nhìn thấy cảnh này, Sun Oh không có lời nào để nói. Trong lớp học, khi Chebi biết tin Jamie và Sun Oh ở chung nhóm trong tiết mỹ thuật, Chebi nhanh trí nói dối và cho biết cô bốc trúng số 18. Vì vậy cô đã đi tìm Sun Oh, thành công ghép đôi với anh ấy. Trong giờ học giáo dục thể chất, Chebi còn nhiệt tình giơ tay nói muốn cùng đội với Sun Oh. Các bạn học phía sau cũng tận tình cổ vũ cho Chebi. Trong lúc cô vắt óc suy nghĩ thì trò chơi đã kết thúc. Thầy giáo bảo Sun Oh và Jamie đi đến nhà kho để lấy dụng cụ thể thao. Một ngày vất vả của Chebi đổi lại vẫn không giúp họ thoát ra bối cảnh của nhân vật chính. Vì vậy mà Chebi đã nghĩ ra một cách khác. Chebi đã đi vào nhà vệ sinh. Cô bắt đầu chia sẻ mọi thông tin của Sun Oh ở khắp mọi nơi, hướng dẫn những người hâm mộ Sun Oh bám lấy anh ấy để anh không có thời gian đi tìm nữ chính Jamie. Sau khi Sun Oh vừa mới vận động xong, ngay đó đã có một đám nữ sinh bao vây đưa nước cho anh. Sun Oh không hiểu tại sao độ nổi tiếng của anh này lại tăng vọt. Chebi tiếp tục đăng thêm một bài đăng khác. Cô nói rằng Sun Oh thích những cô gái năng động. Vì vậy mà Sun Oh chỉ vừa mới xuất hiện, nhìn thấy sự cuồng nhiệt của các cô gái, trong tiềm thức anh cố gắng lãng tránh. Nhưng ai biết được trong lúc anh chạy đi, lại tình cờ nhìn thấy Chebi đang đứng ở phía trên kia. Chebi sợ hãi vội vàng bỏ chạy. Ngay sau đó, Sun Oh đã đi đến tìm Chebi để hỏi rõ mọi chuyện. Sun Oh chỉ vừa mới mở miệng thì mọi chuyện đã bị lộ ra. Không, không phải tớ chơi dán ảnh đâu. Tôi chưa có nói gì về dán ảnh mà. Chebi cảm thấy có gì đó không ổn. Cô giả vờ vẫy tay chào Jamie, trong lúc Sun Oh không để ý. Chebi nhân cơ hội đó mà bỏ trốn. Và phản ứng thái quá của cô cũng khiến cho Sun Oh xác nhận suy đoán của anh là đúng. Chebi đang cố gắng ẩn núp đợi cho đến khi nào Sun Oh rời đi mới thôi. Ai ngờ Jamie lại xuất hiện. Sự nỗ lực của Chebi cuối cùng vẫn bị cả hai lợi dụng. Chebi chán nản, ra phía ngoài nhổ cỏ, cũng tìm cách làm cho hai người đó tách nhau ra. Bất ngờ có một giọng nói phát ra từ phía sau lưng cô. Lúc cỏ được nhổ lên, cô mới phản ứng lại khi nhìn thấy Chin U đang ở phía sau mình. Vì để có thể sống trong văn phòng làm việc của Chin U, mỗi ngày Chebi đều phải ra đây nhổ cỏ. Tuy là vậy, Chin U cũng rất tốt bụng, mỗi ngày anh đều chuẩn bị bánh mì cho cô ăn. Cả hai nói chuyện chưa được bao lâu, giọng nói của Sun Oh bất ngờ vang lên. Chebi sợ hãi đứng dậy, trước khi đi cũng không quên nói với Chin U, vết thương của anh đã được chữa lành, không cần băng keo cá nhân nữa đâu. Nhưng Chin U có chút hoài nghi, băng keo cá nhân là do anh ấy đặt, làm sao Chebi lại biết? Hơn nữa, Sun Oh cũng khiến anh không thể hiểu nổi. Bởi vì trước đây, Sun Oh chỉ quan tâm đến mỗi Jamie. Trong lúc Chebi đang lau sàn, cô nhìn thấy Jamie ở phía trước. Chebi liền nghĩ đến tình tiết trong quyển truyện tranh. Khi đó Jamie vô tình bị trượt chân, vô tình đụng phải Sun Oh, và bụi phấn cũng dính lên khắp người Sun Oh. Hơn nữa Sun Oh nhân cơ hội này buộc Jamie phải đi ăn sáng với anh ấy trong vòng 1 tháng. Tuy là cốt truyện như vậy, nhưng Chebi không thể chấp nhận được. Vì vậy mà trong lúc Jamie sắp bị trượt đụng vào người Sun Oh, Chebi đã kịp chạy về phía trước, tách cả hai sắp vướng vào nhau.
Sau tình cảnh này, Jun Oh trách Chaebi là đồ ngốc, tại sao cô lại luôn làm khổ mình chỉ vì người khác, quan tâm đến người khác mà bỏ qua chính bản thân mình, không phải tốt bụng mà là đồ ngốc. Khi nghe những lời này, Chaebi rất choáng váng, bởi vì những lời nói này là những gì anh đã nói với Jami trong truyện tranh. Lẽ nào thế giới truyện tranh này đã được thay đổi cốt truyện bởi Chaebi? Chaebi thầm nghĩ, câu thoại đó rõ ràng trong truyện là Suo nói với Jami mà, sao cậu ấy lại nói với mình chứ? Không lẽ nội dung cuốn truyện thay đổi sao? Hay là vì cậu ấy bận tâm đến Jami? Nội dung tiếp theo đó hình như là hai cậu ấy có đôi chút ngại ngùng với nhau. Vì để ngăn cản hai người bọn họ, Chaebi đã đề nghị cuối tuần được tham gia đi tình nguyện cùng với Jami, vì lý do giúp Chaebi tìm một bộ đồ mà Hanse đã bị các bạn nữ trong trường hiểu lầm. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên đó là Hanse có đến 3 người chị gái. Và đây cũng là sự sắp đặt của nhân vật chính mà Chaebi không hề hay biết. Những cảnh trong truyện tranh sắp tới đây sẽ nhiều hơn những gì mà Chaebi tưởng tượng. Cuối cùng cũng đã đến cuối tuần, Chaebi trong bộ váy kỳ dị xuất hiện ở công viên. Để không bị Suo phát hiện, Chaebi đã ngồi xổm ở một góc. Ai biết được, có một cậu bé ngồi bên cạnh nói chuyện với cô. Cậu bé nghĩ cô không có bạn bè nên lủi thủi ngồi một mình ở đây. Vì vậy cậu bé muốn giới thiệu anh trai của mình cho cô làm quen. Nhưng cậu bé chưa kịp nói tên của anh trai mình ra, thì Chaebi đã dùng tay chỉ về hướng người Jami đang đứng ở phía đằng xa kia, nói với cậu bé, Jami chính là bạn của cô. Sau đó, cô cũng nói với cậu bé, cô phải bắt đầu làm nhiệm vụ. Lúc này, Suo cũng đã đến công viên. Vì vậy Chaebi đã gọi điện thoại ngay cho Jami, lừa cô ấy ra cổng đón mình. Nhưng không ngờ rằng cậu bé đã gọi Jami đứng lại. Và cậu bé nói biết bạn của Jami đang ở đâu. Nhìn thấy mọi thứ sắp thất bại, Suo sắp gặp Jami, Chaebi chỉ có thể lao đến phía trước, dùng tay đập thẳng vào đầu Suo. Này cô đang làm gì thế hả? Nếu tức thì đuổi theo tôi đi. Sau khi nghe những lời hung hăng của Chaebi, Suo rất tức giận, bằng mọi cách phải đuổi được Chaebi. Cả hai chạy đến một vòng tròn lớn ở công viên. Nhìn thấy vẻ ngoài bí mật của cô gái, Suo cho rằng người phụ nữ trước mặt là người anh quen. Vì vậy anh đã tiến lên phía trước, lấy chiếc mũ của Chaebi ra. Nhưng ai biết được, sự cố bất ngờ xảy ra. Nhìn thấy Chaebi sắp bị ngã, trong tiềm thức, Suo đưa tay mình ra. Cuối cùng cả hai rơi vào đài phun nước. Ngay khi Chaebi ngồi dậy, cô nhận ra mũ và chiếc khăn của mình đã bị ướt. Đến lúc Suo nhìn thấy khuôn mặt của Chaebi, cả hai chạm mặt nhau, thì đài phun nước phía sau bọn họ bắn tung tóe. Vì vậy Chaebi nhân cơ này chạy trốn ngay. Trước khi chạy đi, cô đã vô tình đẩy Suo xuống lại vũng nước. Suo muốn đứng dậy đuổi theo, nhưng cố gắng mấy lần cũng không được. Hơn nữa, cảnh hài hước này của anh đã bị cô bạn học cùng trường quay lại. Ngày hôm sau, Chaebi quay lại trường học, bầu không khí có vẻ không đúng lắm. Lúc này, video của Suo đã được phát tán khắp trường. Ngay khi Chaebi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hanse đúng lúc đi đến tìm cô. Chaebi hoảng sợ và nghĩ rằng Suo đã nhận ra mình. Hanse cho rằng cô đang cố tình trả thù Suo vì trước đây anh ấy nổi nóng với cô, hay là cố tình biến Suo trở thành trò cười để không ai thích cậu ấy nữa. Sau khi Chaebi biết được trò cười từ miệng Hanse, trò cười của Suo đã trở thành chủ đề nóng hổi trong trường. Không chỉ vậy, một số bạn cùng lớp đã tạo ra những nhãn dán cảm xúc vui nhộn dành cho Suo. Hơn hết anh còn bị các bạn trong trường chế giễu là người giấy. Cô cũng nhớ lại lời vừa rồi của Hanse, cái băng dán ở chân cô cũng đều do Suo mỗi ngày đều chuẩn bị và mang đến đó. Hiện tại Chaebi cảm thấy rất có lỗi về hành động của bản thân. Loại cảm giác bị người qua đường vu khống những lời ác ý, nó quá quen thuộc với Chaebi. Cuối cùng thì Chaebi cũng đã tìm thấy Suo. Cô ấy không muốn chào hỏi trực tiếp, thay vào đó cô mang theo một đống tiểu thuyết yêu thích của mình, vẻ mặt nghiêm túc bày tỏ muốn Suo xem cùng với mình. Nhưng Suo không có hứng thú. Vì vậy Chaebi đã chọn một cuốn tiểu thuyết lãng mạn khác. Cô nói rằng bất cứ khi nào cô không vui, cô sẽ đọc bất kỳ một cuốn sách nào đó. Sau đó cô kể câu chuyện cô làm nữ idol. Cô đã từng nghe những loại bình luận khác nhau rồi. Lúc đầu cảm thấy rất buồn, tức giận và oan ức nữa. Ban đầu thì nó cứ ghim mãi trong lòng. Sau này thì cô không còn bận tâm đến mấy lời đó nữa. Bây giờ trường hợp của Suo cũng giống như cô vậy. Rõ ràng là sàn trơn nên cậu mới bị trượt chân mà. Chưa kể là cậu còn định kéo cô gái đó ra khỏi bị ngã nữa. À mà chuyện mình định kéo cô gái đó sao cậu biết được? Sau khi nghe Suo hỏi vậy, Chaebi cứng đơ người. Nhưng dù sao thì Suo đã nghe được ý tốt của cô. Vì vậy Suo nói anh ấy không có buồn, chỉ muốn ở một mình một lúc. Trước khi anh rời đi, anh cũng không quên cảm ơn Chaebi vì đã an ủi anh. Hơn nữa Chaebi giả vờ như không nghe thấy gì, cố tình bảo Suo nói lại lần nữa. Sau khi về đến nhà, Suo đã mở cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà Chaebi đã giới thiệu cho anh. Nhưng trong tâm trí anh luôn nhìn thấy hình ảnh của Chaebi. Không biết vì lý do nào đó mà anh luôn cáu kỉnh với cô. Vô tình Suo nhìn thấy tấm chăn trên ghế sofa. Anh nhớ đến cảnh Chaebi ngáp vào sáng nay. Suo có chút lo lắng,
Anh đem tấm chăn đến văn phòng để cho Chebi dùng, nhưng lúc anh ấy chuẩn bị rời đi, lại vô tình nhìn thấy bộ đồ người lần trước mặc ở công viên. Có lẽ nào, cô gái đó chính là Du Chebi. Là cậu sao? Chebi cũng đã tìm được nhà, cô có chút lo lắng không biết nên gọi người trong nhà như thế nào. Nhưng khi cô đang định gọi mẹ thì phía bên kia nói, em học sinh trên tầng 2 có chuyện gì thế? Dạ, lại không có nước nóng à? Lúc này, Chebi rất ngạc nhiên. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả là căn nhà không giống như cô tưởng tượng. Nhân vật của cô trong thế giới truyện tranh là một người đẹp da trắng giàu có, cả đời không phải vất vả tay chân, nhưng bây giờ nhìn thấy căn nhà của mình, cô không tin được. Cô lấy những bức ảnh trước đó ra để so sánh với nhau. Nhưng ngay cả khi cô không muốn chấp nhận bản thân là một kẻ khốn khổ, nhưng sự thật ở ngay trước mắt mình. Chebi bất lực, cái tên tác giả mất trí kia, thế này thì quá đáng lắm rồi. Nhưng may mắn là trong truyện tranh này, nhân vật Chebi đảm nhận cũng là một người nổi tiếng nhỏ trên mạng, thi thoảng quảng cáo một số sản phẩm để nuôi sống bản thân, bất chấp lương tâm mà khen ngợi những hàng chưa qua sử dụng. Chebi thực sự không thể làm điều đó được, nhưng khi nghĩ đến những thiệt hại sẽ được thanh lý cao, cô chỉ có thể thỏa hiệp. Ngay lúc đó, Suo đã đi đến tìm Chebi, anh ấy hỏi cô cuối tuần trước cô đã đi đâu. Nhìn thấy Chebi giả vờ ngốc nghếch, anh đã bỏ cuộc mà rời đi. Đồng thời Chebi cũng chuyển ra khỏi văn phòng của Chinu, cũng đưa lại chìa khóa cho anh ấy. Nhưng trước khi cô rời đi, cô không chỉ vay tiền của Hanse, mà còn mượn chổi và dụng cụ vệ sinh trong phòng hội sinh viên. Chinu cảm thấy Chebi rất kỳ lạ. Điều này khiến bốn nam sinh thực sự không thể hiểu nổi. Nhưng lúc này, Chebi đang nhàn nhã uống trà trò chuyện với Jami. Jami hỏi rằng hôm qua Hu Hyun đã tỏ tình với cô ấy, tuy cô rất vui. Nhưng cô cũng rất lo lắng và không biết phải trả lời như thế nào. Vì vậy sau khi nghe điều đó, cô đã bỏ chạy. Chebi biết được mối quan hệ của Jami và Hu Hyun đã có những bước tiến triển tốt. Điều này làm cô rất vui. Jami tình cờ nhìn thấy một vài thứ. Hóa ra Chebi vẫn còn giữ nó ở trong nhà. Nghe vậy, Chebi rất bất lực. Cô thắc mắc lẽ nào mấy cái đó là do bản thân cướp về. Cô cảm thấy rất tồi tệ. Bản thân đúng thật là ác độc. Cô muốn trả lại đồ cho Jami. Nhưng Jami cho biết cô đã mua những thứ cần thiết này rồi. Chebi đã nghĩ ra một cách hay. Cô ấy thông minh chụp ảnh đăng lên trang web bán đồ cũ. Bọn mình bán mấy cái này đi rồi lấy tiền mua đồ ăn ngon. Vừa đổi được ký ức xấu thành ký ức đẹp, Chebi chỉ vừa mới đăng đã nhận được thông tin người mua. Nhưng bên kia nhất quyết yêu cầu giao dịch trực tiếp. Chỉ khi cô ấy thử đi đến phía trước một mình để xem sao, thì mới phát hiện người mua hóa ra là cậu bé lần trước cô gặp ở công viên. Cậu bé nói rằng cậu muốn mua nó để tặng quà sinh nhật cho mẹ mình. Sau khi Chebi nghe thấy vậy, cô không chút do dự tặng nó cho cậu. Nhưng anh trai đã dặn cậu bé tuyệt đối không được lấy bất cứ thứ gì miễn phí từ người lạ. Trên đời không có gì là miễn phí hết. Ngay sau khi giao dịch kết thúc, Chebi định sẽ đi ăn tối cùng với Jami. Nhưng đột nhiên cô nhớ cậu bé lúc nãy nói sẽ gặp người khác giao dịch ở phía bên kia nữa. Vì vậy cô cảm thấy không an tâm, nên đã quay trở lại công viên một lần nữa. Khi cô đến nơi, tình cờ nhìn thấy hai cậu học sinh đang bắt nạt cậu bé chỉ vì 4.000 won. Chebi tốt bụng đã bước đến lên tiếng đòi lại công lý cho cậu bé. Sau khi đối phó với hai người đó xong, cô ở lại công viên với cậu bé, chờ cho đến khi bố mẹ cậu bé đến đón. Nhưng điều mà Chebi không ngờ tới đó là anh trai của cậu bé chính là Suo. Du Chebi, người bảo hộ của nhóc con này là cậu sao? Chuyện là hôm qua Suo biết được ngày hôm đó Chebi có mặt tại công viên. Hơn nữa, cô là người kéo anh vào đài phun nước. Bởi vì để xin lỗi Suo, cô bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ từ Chinu trước. Mặc dù Chinu rất ngạc nhiên trước cái nắm tay bất ngờ này của Chebi, nhưng anh không hề lay chuyển trước yêu cầu của Chebi. Tuy là vậy, Chebi không dễ dàng bỏ cuộc. Cô ấy mỗi ngày chặn ngang Chinu, không phải trà nóng thì là coca, nhưng Chinu vẫn không cắn câu. Vì vậy ngay sau đó cô bắt đầu làm những công việc lặt vặt. Chưa đợi Chinu từ chối, Chebi đã tung tăng giật lấy tài liệu và chạy đi. Nhưng cuối cùng tài liệu cũng bị Chinu lấy lại. Cho dù cô có nhiệt tình đối với anh đến đâu, thì Chinu cũng chẳng có chút phản ứng gì. Suo nhìn thấy hai người họ như vậy, bất giác anh cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Đến buổi tối, Chinu nhìn thấy Chebi chăm chỉ làm việc để làm hài lòng anh. Cũng đã đến lúc anh mềm lòng, trên đường đưa Chebi về nhà, anh nói với cô, bởi vì bố mẹ Suo rất bận nên hôm nào anh ấy cũng đưa em trai mình đi học. Đôi khi anh ấy đến lớp muộn cũng vì lý do này. Chỉ qua một vài lời nói từ miệng Chinu đã khiến cho Chebi tìm ra một số thông tin có ích để xin lỗi Suo. Có gì đâu phải cảm ơn, phải nói cho em biết nếu không cả ngày phải nghe tên Che Suo mất. Sau khi nghe những lời này của Chinu, Chebi cho biết cô là người đã làm thì phải làm cho đến cùng. Nhưng ai biết rằng lúc này Chebi vô tình bị trẹo chân. May mắn Chinu đã kịp nắm lấy tay cô. Chính khoảnh khắc này mà dường như thời gian đứng yên một lúc. Đợi cho đến khi cả hai phản ứng lại thì trời bỗng đổ mưa nhỏ.
Chin U vội nói có lẽ trời sắp mưa to rồi, đừng để mưa làm ướt. Ai ngờ Chebi đã lấy ô ra và đưa nó về phía anh. Chin U có chút choáng váng, nhưng sau khi phản ứng lại, cả người anh cảm thấy rất ấm áp. Sáng ngày hôm sau, Chebi chủ động bày tỏ cô ấy sẽ giúp Suo chăm sóc cậu em trai của anh. Đồng thời cô cũng chuẩn bị nhiều đồ ăn sáng cho anh. Chebi đề xuất món bánh mì kẹp cá ngừ cho Suo, nhưng Suo nói anh ấy không thích ăn cá ngừ. Đúng lúc này Chin U cũng đi đến lớp. Anh ấy nói nhẹ nhàng bản thân thích ăn cá ngừ. Sau đó anh đi đến trả lại chiếc ô cho Chebi, cũng không quên nhắc nhở cô, hôm nay như có trời mưa, con hẻm nhà cô rất tối, phải nhớ về nhà trước khi trời mưa. Ngõ tối là sao? À, hôm qua anh đưa Chebi về nhà. Lúc này, Suo bắt đầu cảm thấy khủng hoảng. Vì vậy mà ngay khi Chin U chuẩn bị lấy bánh mì thì lại bị Suo trực tiếp lấy đi. Nhưng Chebi ngay lập tức lấy một cái khác đưa cho Chin U. Nhìn thấy cảnh này trước mặt mình, trong lòng Suo thầm ghen tuông. Sau khi tan học, Chebi giúp Suo chăm sóc cậu em trai của anh ấy. Có điều Chebi vô tình nhìn thấy tin nhắn từ hội những người đe dọa được gửi đến trong điện thoại của cậu bé. Không yên tâm, cô đã tra hỏi cậu bé. Cậu bé nói đó là hội mấy đứa bạn nghĩ ra nhiều trò chơi ghê rợn để dọa cậu. Sau khi biết được điều đó, Chebi quyết định sẽ giúp đỡ cậu bé. Cô đã trang điểm cho cậu bé một cách ma quái. Sau đó, cậu bé tiến đến điểm hẹn và giở trò với những đứa bạn bắt nạt cậu. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu bé, mấy đứa bạn vừa lăn, vừa bò mà bỏ chạy khỏi đó. Ý tưởng của Chebi cũng thành công giúp cậu bé thoát khỏi cái bóng sợ hãi. Ngay sau khi đưa cậu bé về nhà, cậu bé nói với vẻ mặt nghiêm túc, muốn anh trai mình đưa Chebi về nhà. Hơn nữa lời nói của em trai, Suo cũng không cưỡng lại được, thế là Suo phải đưa Chebi về nhà. Nhưng ngay khi Chebi chuẩn bị đi lên lầu trên, Suo đã gọi Chebi lại. Suo nghiêm túc bày tỏ đồng ý gặp gỡ Chebi vào cuối tuần. Việc cậu giúp đỡ em trai mình, cũng như đi theo mình đến công viên đều là thích mình mà. Bởi thế nên, mình đồng ý hẹn hò với cậu. Đến sáng ngày hôm sau, đó cũng là ngày đầu tiên hẹn hò của hai người. Hai người đều chuẩn bị kỹ lưỡng cho trang phục cũng như tóc tai. Đến khi gặp mặt nhau, Suo nhìn thấy Chebi đẹp một cách lạ thường, anh có chút choáng váng. Để tạo ấn tượng tốt đối với Suo trong buổi hẹn hò lần này, Chebi thức khuya lên mạng tìm kiếm các địa điểm phù hợp với buổi hẹn hò. Nhưng thực tế mọi chuyện không dễ dàng gì. Ví dụ như ăn ở một nhà hàng theo kiểu phương Tây, khách hàng không được phép nói chuyện quá lớn. Nhìn thấy hai người nói chuyện nhiệt tình, cô nhân viên phục vụ sốt ruột nhắc nhở bọn họ. Sau đó hai người ngậm miệng lại. Trong lúc ăn, Chebi vô tình cầm dao và nĩa không chắc. Đợi cho đến khi cô ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy ánh mắt không hài lòng từ người phục vụ. Sau khi dùng bữa xong, cả hai đi đến địa điểm check-in nổi tiếng trên mạng. Nhưng lần này cũng tàn khốc như lần trước. Chỉ mỗi một bức tường ở phía trước mà có đến hàng chục du khách đến chụp hình. Dù là vậy, Chebi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Nhân cơ hội đến nơi có nhiều người như thế này, Suo cũng ga lăng bảo vệ Chebi trong lúc mọi người xô lấn. Khoảnh khắc này, trái tim Chebi vô cùng hồi hộp, cô nói không nên lời. Trong lúc rời đi, Chebi để ý đến con búp bê nhỏ ở lối ra và thấy nó rất dễ thương. Nhưng buộc cặp đôi yêu nhau phải chụp một bức ảnh. Sau khi Suo nhận thấy điều đó, anh đã đề nghị Chebi tham gia. Hai người đứng vào vị trí, nhưng có vẻ hơi cứng đơ, đến nỗi nhân viên cũng thắc mắc liệu có phải bọn họ nói dối để chụp hình lấy được con búp bê. Chebi đang muốn giải thích, đột nhiên Suo ôm lấy cô và nói, hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của chúng tôi. Sau đó anh nhẹ nhàng nhắc nhở Chebi phải mỉm cười hạnh phúc lên. Và nhất cử nhất động của hai người đã được truyền đến tai Hanse và Chin U. Lúc này Hanse cảm thấy dường như mọi thứ xung quanh đều hoảng loạn. Jamie thì đang hẹn hò với Jun Hyun, bây giờ thì đến hai người này. Hơn nữa lúc này anh cũng biết được tin Suo và Chebi đang đi mua sắm cùng nhau. Hanse hào hứng nói với Chin U, nhưng Chin U không có chút biểu hiện quan tâm. Anh nghĩ hai người họ chỉ là bạn bè bình thường. Nhưng cho đến khi Hanse trực tiếp cho Chin U xem bức ảnh thân mật của Suo và Chebi, khuôn mặt của Chin U thay đổi ngay lập tức. Trong khi đó Chebi và Suo đang chơi trò sự thật hay thách thức. Ban đầu mọi câu hỏi đều rất bình thường. Nhưng lát sau đột nhiên Chebi hỏi một cách nghiêm túc, có cô gái nào mà Suo thích ở trường học không? Trong lúc Chebi nghĩ rằng Suo sẽ không trả lời, cô tự tin sắp búng chán anh. Nhưng vào lúc này Suo nói rằng, có. Sau đó anh ấy hỏi ngược lại câu hỏi mà Chebi đã hỏi anh. Nhưng Chebi cho biết trong lớp học không có nam sinh nào cô thích cả. Nà, không phải không được nói dối sao? Thật sự không có mà. Không phải cậu thích tớ sao? Căn bản Suo muốn nói thêm một số việc, nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ của Chebi, anh chỉ có thể nuốt hết lời nói vào trong bụng. Một nam học sinh chuyển trường bất ngờ xuất hiện ở thế giới truyện tranh, lại một chi tiết trong cốt truyện mà Chebi chưa thấy trong quyển truyện tranh. Và người đang đứng ở phía trên kia tên là Kang Jun Sung. Đến buổi ăn trưa, Jun Sung lấy điện thoại ra chụp ảnh trong lúc bốn người không để ý. Sau đó anh tuyên bố trước mặt mọi người muốn tham gia vào nhóm tứ đại thiên vương của bọn họ. Anh bày tỏ bên cạnh một chàng trai đẹp là một anh chàng đẹp trai khác. Ngay khi anh ấy dứt lời,
Bốn người đứng dậy rời đi, bỏ lại anh một mình ở đó. Ngay khi Chin-woo đi ra đến cửa thì anh nhìn thấy Chae-bi. Chae-bi lúc này vẫn còn đang bối rối về sự xuất hiện của nam học sinh mới chuyển đến. Chae-bi tự trách bản thân, chắc đây là hậu quả của việc cô ấy thay đổi cái kết của cốt truyện. Trong lúc cô đang rơi vào trạng thái trầm ngâm suy nghĩ, giọng của Chin-woo vang lên từ phía sau lưng cô. Sau đó Chae-bi đã tâm sự với Chin-woo, ví dụ như bản thân có một chuyện khiến bản thân cảm thấy bận tâm chẳng hạn, nhưng không hiểu lý do tại sao nó xảy ra, không biết phải giải quyết thế nào thì Chin-woo sẽ làm sao. Chin-woo nghĩ rằng không phải bận tâm nữa, nếu đó không phải là chuyện gây ảnh hưởng thì anh vẫn còn rất nhiều việc khác để giải quyết, riêng xử lý việc trong hội học sinh cũng đã đủ bận rồi. Nhìn thấy trên bàn Chin-woo chất đống hồ sơ, Chae-bi cảm thấy anh nói rất có lý. Nhân cơ hội Chin-woo muốn giúp Chae-bi tham gia vào hội học sinh, nhưng cô lúc này thấm thía biết bao nhiêu chuyện, cũng không dám nhận lời đề xuất của Chin-woo một cách tùy tiện. Cô xin lỗi Chin-woo, từ chối lòng tốt của anh. Trong lớp học lúc này, Jun-sung đã đăng bức ảnh anh chụp với Tứ Đại Thiên Vương lên mạng, ngay lập tức đã thu hút được nhiều fan hâm mộ, lượt thích và theo dõi tăng chóng mặt, nhưng Su-o không quan tâm đến mấy thứ đó. Jun-sung tranh thủ nói với Su-o hy vọng anh sẽ giúp mình tham gia vào hội học sinh, nhưng Su-o cho biết anh có phải là hội trưởng hội học sinh đâu. Tuy là vậy, Jun-sung vẫn vui vẻ bày tỏ với Su-o anh sẽ đến xin phép tiền bối Chin-woo. Và hơn hết là Jun-sung nói chính Su-o là người đề cử anh ấy. Su-o chưa kịp phản kháng lại, Jun-sung đã bỏ đi mất tiêu. Sau đó Su-o chỉ còn cách đến gặp Chin-woo để giải thích rõ mọi chuyện. Nhưng vừa mở cửa ra thì anh nhìn thấy Chin-woo và Chae-bi, cả hai cười nói chuyện vui vẻ với nhau. Cảnh tượng này làm cho Su-o cảm thấy có chút chướng mắt, không vòng co. Su-o đi thẳng vào vấn đề, anh nói với một giọng điệu mạnh mẽ, bảo Chin-woo không được nhận đơn gia nhập vào hội của Jun-sung. Đồng thời anh cũng bày tỏ sự ghen tị, sau này phải cấm người ngoài vào trong đây, ở đây có phải là nhà trẻ đâu. Lời nói của anh ngay lập tức làm dấy lên sự bất mãn của Chae-bi. Vì vậy mà Chae-bi cố tình đối đầu với Su-o. Cô hy vọng Chin-woo sẽ đồng ý đơn đăng ký của học sinh Jun-sung vừa mới chuyển đến. Dù cho Su-o có phản đối đến đâu thì rõ ràng là Chin-woo sẵn sàng lắng nghe lời Chae-bi hơn. Và cảnh này cũng tình cờ được một người có tâm quay lại. Trong những ngày tiếp theo, Chin-woo và Chae-bi ngày càng thân thiết hơn, thi thoảng cả hai trò chuyện và ăn vặt cùng nhau. Còn Su-o thì chỉ biết đứng từ xa âm thầm ghen tị. Nhưng khi anh chuẩn bị rời đi thì bắt gặp Jun-sung đang quay lén Chin-woo và Chae-bi. Sau khi phát hiện ra, Su-o không nghĩ ngợi nhiều, anh đi đến yêu cầu Jun-sung xóa nó ngay lập tức. Gần đây Chae-bi liên tục thấy các bình luận không hiểu nỗi nghĩa là gì. Sau giờ học ngày hôm nay, Chae-bi nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen đi theo sau lưng mình. Cô có chút sợ hãi, cô lập tức lao vào cửa hàng tiện lợi gần đó để ẩn núp. May là đối phương bên kia đến đón bạn gái, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bất ngờ cô nhận được một đoạn tin nhắn từ người lạ. Cậu chặn tôi sao? Có chặn cũng không có ích gì đâu, tôi biết quá khứ của cậu. Sáng sớm ngày hôm sau, Chae-bi không biết là do sợ hãi hay là do lo lắng, cô giả ốm để xin nghỉ học. Còn Su-o thì có chút lo lắng sau khi nghe tin Chae-bi bị ốm. Vì vậy anh và nhóm bạn đã đi đến thăm Chae-bi. Hơn nữa căn nhà trống rỗng của Chae-bi, nó giống như địa điểm thu hút khách du lịch. Chin-woo và mọi người mặc kệ Chae-bi, bọn họ ra tay giúp cô trang trí lại nhà cửa. Bất ngờ là Han-se đã nói với Chae-bi một điều gì đó rất lạ. Có phải giống như tiểu thuyết thanh xuân không? Cậu nói gì thế hả? Tiểu thuyết gì? Chỉ trong một thời gian ngắn, ngôi nhà của Chae-bi trở nên khác hoàn toàn, nhìn nó sang trọng như một cung điện. Để bày tỏ lòng biết ơn, Chae-bi đã mời cả nhóm ở lại ăn tối. Trong lúc ăn, Chin-woo tận tình chăm sóc Chae-bi rất chu đáo. Sau khi nhìn thấy vậy, Su-o tức giận ném ngay chiếc thìa xuống cái dĩa. Su-o sử dụng những cử chỉ trẻ con để trút bỏ đi sự bất mãn của bản thân. Bầu không khí kỳ lạ này, Chae-bi bị kẹt ở giữa cảm thấy rất bối rối. Sau khi bữa ăn kết thúc, cả nhóm bọn họ ra về, dọn dẹp xong vừa lúc Chae-bi đang chuẩn bị nghỉ ngơi, thì tiếp tục nhận được một tin nhắn kỳ lạ. Nhưng lần này điều khiến cô sợ hãi hơn đó là đoạn tin nhắn đó có cả hình ảnh cô ở trên lầu. Chae-bi cảm thấy lo lắng, cô không biết làm sao nữa. Còn lúc này, người gửi đoạn tin nhắn đó đang đứng dưới lầu mỉm cười. Xin chào, idol quốc dân, Du Chae-bi. Trên đường trở về nhà, Su-o đã có đáp án cho câu hỏi lần trước mà Chin-woo hỏi anh. Đúng vậy, Su-o đã thừa nhận với Chin-woo anh ấy thích Chae-bi. Còn lúc này khi Han-se đang rời đi, thì Chae-bi bất ngờ gọi anh lại từ phía sau. Chae-bi hỏi người gửi những tin nhắn đó có phải là anh không? Hóa ra trong lúc Han-se đang thu dọn đồ đạc của chị gái mình, anh vô tình nhìn thấy một cuốn tiểu thuyết yêu thích của chị mình. Anh miễn cưỡng đọc hết cuốn tiểu thuyết đó, nhưng đột nhiên một ngày anh thức dậy, anh nhận ra bản thân đã đi đến một thế giới khác. Lúc này Han-se biết được mình đã bước chân vào cuốn tiểu thuyết. Kể từ đó, Han-se luôn có một tính cách độc lập, bị mắc kẹt trong một vòng lặp vô tận trong thế giới viễn tưởng. Kết thúc với ngày cuối cùng của cuốn tiểu thuyết, miễn là Han-se tốt nghiệp cùng với các nhân vật chính, ai ngờ nó lại bắt đầu lại từ chương đầu tiên của tiểu thuyết.
Hết lần này đến lần khác, Hanse đã có mặt ở nơi đây 2 lần rồi. Nhưng ở vòng lặp thứ 3, anh vô tình phát hiện, vốn dĩ nữ phụ Du Chebi là nhân vật phản diện, nhưng cốt truyện ban đầu đã bị thay đổi hoàn toàn bởi cô ấy. Lúc đó Hanse rất bối rối, dần dần anh mới nhận ra, Du Chebi ở đây và nữ idol quốc dân đời thực là cùng một người. Vì để muốn tìm hiểu rõ hơn, anh đã bắt đầu gửi một số tin nhắn lạ cho Chebi. Tất cả những bí mật này Hanse không có ý định che giấu chúng. Vì vậy sau khi bị Chebi phát hiện, anh đã tự thú nhận với Chebi. Hơn nữa Chebi bây giờ rất tò mò về thân thế của Hanse. Trong suốt vài ngày, cô liên tục hỏi Hanse trăm ngàn câu hỏi tại sao, cũng liên tục hỏi anh về những chuyện xảy ra trong tiểu thuyết. Chebi nghĩ Hanse phải thay đổi đoạn kết, lúc đó mới mở ra một cái kết hoàn hảo. Nhưng Hanse tức giận bày tỏ, bọn họ không nên can thiệp vào hướng cảm xúc của nhân vật chính. Miễn sao nội dung ở đoạn kết như ban đầu thì bọn họ đều sẽ có cơ hội rời khỏi thế giới hư cấu này. Còn nếu như đoạn kết bị thay đổi, cốt truyện sẽ không thể đi đến cái kết. Hơn hết là bọn họ có thể bị mắc kẹt trong thế giới này mãi mãi. Không biết là do thích nhân vật trong tiểu thuyết hay là do luyến tiếc thế giới hư cấu này, Hanse đã từng có 2 cơ hội để rời đi. Nhưng anh không có cái kết lựa chọn cho chính mình, thay vào đó là trực tiếp lưu hành trong thế giới hư cấu này. Bây giờ lại có thêm sự can thiệp của Chebi, cốt truyện đã hoàn toàn bị rối tung lên. Nó cũng giống như sự đột ngột của nam học sinh vừa mới chuyển đến. Từ lúc Suo thú nhận với Chin-woo rằng anh ấy thích Chebi, cả hai từng là anh em tốt nay lại coi như là tình địch. Dù có chạm mặt cũng không chào nhau, cả hai không muốn cứ tiếp tục như vậy. Vì vậy bọn họ quyết định theo đuổi Chebi bằng sự cạnh tranh công bằng. Nhưng khi mọi chuyện đang đi theo đúng hướng, Chebi ở trường bất ngờ bị dính dán đến một vụ bê bối. Một người dùng ẩn danh đã trực tiếp đăng một video có mặt của Chebi, Chin-woo và cả Suo nữa. Bởi vì video này mà đã làm mất đi độ uy tín của Chebi, còn nói cô ấy đang bắt cá hai tay. Chebi cố gắng giải thích có ai đó đã cố tình đùa cợt với cô. Ngược lại các bạn trong lớp đều tin những lời người ẩn danh đó đăng. Tuy nhiên vào lúc này, Suo bất ngờ xuất hiện. Vừa mở miệng, Suo hỏi Chebi, cậu thích tớ sao? Hả, không phải. Vậy thì, cậu thích tiền bối Chin-woo à? Tôi không thích ai hết, được chưa? Nghe thấy chưa? Cậu ấy không thích bọn tôi. Lúc này các bạn học trong lớp nghĩ rằng chuyện này sẽ kết thúc tại đây. Nhưng ai biết được Chin-woo bất ngờ đưa ra một tuyên bố độc đoán. Tôi thích cậu ấy, không phải cậu ấy mà là tôi theo đuổi cậu ấy. Bất ngờ được nam chính Suo trong chuyện tỏ tình, anh ấy là người bạn trai hoàn hảo mà Chebi đã vô số lần tưởng tượng đến. Nhưng lúc này Chebi từ chối ngay ý tốt của Suo. Tuy nhiên Suo không vì điều này mà từ bỏ tình cảm của bản thân đối với Chebi. Ngược lại càng nản chí thì càng dũng cảm. Trong lúc Chin-woo giúp Chebi làm bài tập, Suo nhanh chân nhảy vào ngồi cùng hai người bọn họ. Anh nhất quyết không để hai người có cơ hội ở bên nhau. Có cần phải trẻ con như thế không? Đây là cạnh tranh công bằng. Anh ngồi ở phía bên này, còn em ngồi ở phía trước. Tại thời điểm này, toàn bộ tâm trí của Chebi đều hướng về Hanse. Cô ấy muốn biết cuốn tiểu thuyết tiếp theo sẽ ra sao. Vì vậy cô liên tục gửi tin nhắn cho Hanse, nhưng đợi mãi vẫn không nhận được câu trả lời nào. Đột nhiên cánh cửa phía dưới nhà Chebi bị mở ra. Chebi có chút sợ hãi, cô nhìn xuống dưới qua khe cửa sổ. Ai ngờ cô phát hiện ra có một người đàn ông mặc đồ đen đang theo dõi mình. Điều này cũng làm cô nhớ đến chuyện lần trước cô bị Hanse theo dõi. Vì vậy Chebi nghĩ người đó chính là Hanse. Đi đến lớp học Chebi đã tìm đến Hanse để hỏi chuyện. Vừa lúc đó Jamie cho Chebi xem một đoạn video. Tin đồn Chebi cặp kè hai thuyền nay đã trở thành 3 thuyền. Hanse cũng bị lôi vào chuyện đó. Hơn hết là Chebi cũng trở thành nữ hoàng biển cả trong miệng các bạn học. Nếu bạn cùng lớp ở cùng nhau mà là thả thính, thì cậu cũng đang thả thính tớ sao? Khi lời nói của Hanse được cất ra, anh đã bịt hết mấy cái miệng nhiều chuyện của các bạn học. Vì không muốn để mọi chuyện đi quá xa, cả 4 người cùng nhau thảo luận, giúp Chebi tìm ra người đứng phía sau tất cả mọi chuyện. Vì vậy mà Chin-woo đã chủ động bày tỏ muốn đưa Chebi về nhà. Còn Hanse và Suo đi phía sau bọn họ, cũng cân nhắc coi chừng những người khả nghi. Nhưng Suo thắc mắc tại sao Chin-woo lại là người đưa Chebi về nhà. Anh thậm chí còn sử dụng những ngôn từ cá nhân khiêu khích với Chin-woo. Thấy hai người bọn họ khá căng, Chebi nói cô ấy sẽ đi về cùng với Hanse. Đúng vậy, thà cứ để em đi cùng Du Chebi, tránh ra đi. Sau đó cả hai người quyết định chơi trò oản tù tì. Tuy có chút trẻ con, nhưng dù sao sự công bằng là trên hết. Cuối cùng Suo cũng đạt được ước nguyện của mình và đưa Chebi về nhà. Đồng thời anh cũng chu đáo chủ động bảo Chebi đăng nhập trang mạng xã hội của cô vào điện thoại của anh bày tỏ sẽ giúp cô đàn áp lại những bình luận ác ý đó. Tạm thời anh sẽ dùng tài khoản của cô, ngược lại Chebi sẽ dùng tạm tài khoản của anh, bởi tài khoản anh toàn là bình luận khen thôi. Ngay khi cả hai đang nói chuyện vui vẻ, Chin-woo và Hanse ở phía sau đã nhìn thấy kẻ rình rập, cả hai nhanh chóng đuổi theo, cuối cùng cũng tóm được. Không ai khác chính là học sinh chuyển đến trường cách đây không lâu. Cậu ta làm tất cả những chuyện này,
đều là vì mấy lượt theo dõi và lượt thích trên mạng xã hội. Mặc dù bây giờ mọi chuyện đã bị lộ, nhưng cậu ta vẫn không ăn năn, thậm chí còn đe dọa lại. Còn có rất nhiều video chưa được đăng, hay là giờ cậu ta đăng lên. Suo bất ngờ giật lấy điện thoại của cậu ta, lần này đã có bằng chứng. Không lâu sau tin tức học sinh vừa chuyển đến lớp 11/8 có hành vi quay lén và dựng chuyện sai sự thật. Sau khi các bạn học biết được sự thật, cũng bắt đầu lên tiếng giải thích cho Chebi. Học sinh vừa chuyển đến lớp không bao lâu cũng bị đuổi học, và việc này ngay từ đầu Suho và Chin U đều biết là do học sinh vừa chuyển đến lớp làm, nhưng cả hai đều giữ kín bí mật không cho Chebi biết. Chin U sợ rằng Chebi sẽ rất lo sợ nếu như cô ấy biết, còn Suho thì cho biết ngay cả khi anh có nói cho Chebi biết thì cô cũng chẳng giúp được gì. Sau khi lời nói của Suo thốt ra, cô biết cùng một lời nói mà cảm nhận khác hẳn. Vì vậy mà Chebi vui vẻ chỉ mời mỗi Chin U đi ăn cùng cô, giả vờ lạnh lùng gạt bỏ Suo sang một bên. Trong vài ngày tới, tiết thi giữa kỳ môn ngữ văn đang diễn ra. Sau khi kết thúc buổi thi, Chebi cùng với Jami đang tận hưởng không gian thoải mái. Jami bất chợt nói, quả nhiên, ngày hạnh phúc nhất khi đi học là ngày thi cuối. Câu nói của Jami vô tình khiến Chebi bất chợt nhớ đến cảnh Jami nói với Suo trong cuốn truyện tranh. Quả nhiên, ngày hạnh phúc nhất khi đi học là ngày thi cuối. Vừa lúc đó, đài phát thanh của trường reo lên. Một nữ học sinh có đôi lời phát biểu gửi đến các bạn học một thông tin bất ngờ. Đó chính là câu chuyện về Lizami. Chebi thấy vậy, cô vội chạy đến ngăn cản việc sắp xảy ra. Nhưng lúc này trong lớp buổi phát thanh đã truyền đến tai các bạn trong lớp học. Thật bất ngờ, khi đó không phải là câu chuyện về Jami mà là của Chebi. Cũng may mắn thay nhờ có Hanse đã đến kịp tắt nó đi. Chebi vừa chạy đến thì thấy Hanse ở bên trong, cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Chebi nghĩ rằng Jami suýt nữa là lại bị công kích, nhưng Hanse không cho là vậy. Từ lần trước anh đã cảm thấy lạ rồi, là do cậu học sinh chuyển đến lớp cách đây không lâu. Và lý do cậu ta tấn công Chebi là bởi vì nữ chính lúc nào cũng cần phải có thử thách. Chebi không hiểu Hanse đang nói gì, anh mở ngay lại đoạn ghi âm đó cho cô nghe. Chebi rất ngạc nhiên sao không phải nói về Jami mà nói về cô. Hanse cho biết nhân vật chính đã được thay đổi, không phải là Jami mà là cô. Còn lúc này Suo và Jami đã thực hiện một thỏa thuận, cả hai lén lút trao đổi trong lúc không có ai để ý. Hóa ra Jami đã giúp Suo tìm hiểu về các sở thích đặc biệt của Chebi. Ngược lại thì Suo sẽ giúp Jami lấy những bức ảnh khi còn nhỏ của Oh-on Hyun. Jami vui vẻ khi có được ảnh của người mình thích. Nhìn thấy Oh-on Hyun ở phía trước, cô đang định tiến lên chào hỏi thì có hai nữ sinh đang rủ anh cuối tuần này đi uống cà phê. Kết quả là bị Oh-on Hyun từ chối. Anh cho biết mình có hẹn với bạn gái vào cuối tuần này. Nhỏ lớp 7 ấy hả? Jami nghe vậy buồn bã, chỉ có thể quay người rời đi. Sau khi Jami rời đi hẳn, Oh-on Hyun mới nói ra người đó không phải là nhỏ lớp 7 mà là Jami. Lee Jami là tên bạn gái của tớ. Còn Suo lúc này ở nhà, mở tập tài liệu về sở thích của Chebi ra xem. Anh bắt đầu tra thử tên bộ phim tình cảm lãng mạn mà Chebi thường hay xem nhất. Lúc đầu anh khá hứng thú với nội dung của bộ phim, đó là thích bạn cùng lớp. Á, cậu ấy xem mấy cái này sao? Gu của cậu ấy trẻ trâu ghê. Nhưng khi đọc đến bình luận của người xem, anh ngay lập tức mất hứng. Không hiểu sao Chebi có thể xem mấy loại phim như này. Nhưng theo Suo nghĩ rằng nên bắt đầu từ tình bạn vẫn hơn. Sau đó anh tiếp tục nhìn vào tài liệu, anh phát hiện ra mỗi sáng Chebi đều thích uống nước ép táo. Vì vậy mà sáng ngày hôm sau, Suo đã đi đến lớp và đặt ngay chai nước táo lên bàn, chia cho bạn bè cùng lớp. Chebi thắc mắc chỉ mỗi cô có thôi sao? Suo bất lực đành ném chai nước của mình cho Hanse. Hanse không tin vào mắt mình, không ngờ cũng có ngày Suo đưa đồ ăn cho anh. Nghĩ lại tất cả những chuyện trải qua cùng Suo, trái tim Chebi dường như đã rung động rồi. Sau khi phản ứng lại, Chebi nghĩ sao bản thân mình có thể bị cám dỗ bởi một nhân vật trong thế giới ảo này. Đồng thời Chin U lúc này cũng không nhàn rỗi, anh ấy mang theo máy ảnh, bày tỏ muốn được chụp hình chung với Chebi. Thế là cả hai đã chụp được một bức ảnh rất đẹp. Nhưng ai ngờ cảnh tượng vui vẻ này tình cờ được Suo nhìn thấy. Anh ấy ghen tị, tự ý đăng ảnh tự sướng của mình lên trang cá nhân của Chebi, tuyên bố đánh dấu chủ quyền của mình. Đồng thời anh còn chỉ đạo và diễn trước mặt Chin U. Chebi chạy theo anh mỗi ngày. Chin U chỉ biết cười sau khi nghe những lời nói của Suo. Trước khi Chin U rời đi, anh không quên nói rằng cuối tuần này anh không đến học được bởi vì anh có hẹn với Chebi. Lời nói của Chin U khiến cho Suo rất lo sợ. Chẳng bao lâu đã đến cuối tuần, Chebi đưa Chin U đến nơi đây để rửa ảnh. Nhưng cô vô tình nhìn thấy ảnh Suo ở phía trên. Mặc dù chụp từ xa, nhưng ngay lập tức cô đã nhận ra người đó là Suo. Chin U cứ nghĩ rằng hôm nay sẽ là buổi hẹn hò tuyệt vời. Nhưng trong lúc nói chuyện, Chebi thì thoảng nhắc đến tên của Suo. Thậm chí trong lúc ăn mì hộp, cô cũng kể cho anh nghe buổi đầu tiên cô đi chơi với Suo. Trong lòng Chin U cảm thấy rất cô đơn. Trong lúc rời đi, anh đã mua tặng cho Chebi một bó hoa. Với vẻ mặt nghiêm túc, anh muốn nhân cơ hội này tỏ tình Chebi. Thì đột nhiên Suo xuất hiện, phá ngang kế hoạch của anh.
Suho nhìn thẳng vào Chebi, hỏi cô ấy hôm nay hẹn hò có vui không. Sau đó Suho đi lên và đưa hộp bánh anh đã mua cho Chebi. Suho cũng không quên liếc nhìn Chinu. Nhìn thấy sự xuất hiện đột ngột của Suho, Chinu chỉ có thể tạm thời gác chuyện tỏ tình lại. Sau khi đi vào nhà, Chebi ngồi ngắm những bức ảnh, xong cô nhớ lại lời nói của Chinu. Cô cũng nhìn sang hộp bánh mà Suho mua cho mình. Bỗng cô rơi vào ảo giác nhìn thấy cô đang cùng ăn bánh với Suho. Anh ấy không chỉ đút bánh cho cô ăn, mà còn giúp cô lau miệng. Đợi cho đến khi thức tỉnh lại thì mới phát hiện trời đã sáng. Còn Jami bên này thì đang mặc cảm vì chuyện tăng cân. Chinu bấy giờ cũng đang trên đường đi đến nhà của Chebi. Anh muốn được cùng cô ấy đi đến trường, nhưng không ngờ anh lại gặp Suho đang đứng ở trước cổng nhà Chebi. Chinu bước đến hỏi Suho sao lại ở đây. Suho cũng không thua kém gì, không phải nhà anh ở ngược đường này sao? Không phải là giờ em đưa Junho đi học sao? Còn Chebi lúc này không thể hiểu nỗi sao hôm qua có thể mơ thấy giấc mơ đó. Nhưng đến khi cô mở cánh cửa ra, nhìn thấy Chinu và Suho ở trước mặt, Chebi nghĩ rằng mình đang mơ. Chỉ khi Suho giật lấy ba lô thì cô mới tỉnh lại. Ở trên đường đi, Chinu và Suho giống như những kẻ bám đuôi Chebi. Cả hai ghen tị tranh giành vị trí ở gần Chebi. Nhưng chỉ khi Chebi quay đầu lại, hai anh em tốt giả vờ như không có gì. Nhưng trên thực tế cả hai không ưa gì nhau. Chinu bị Suho đẩy sang một bên. Chinu chỉ có thể âm thầm quay lại bên tay phải Chebi. Ở trong lớp học, Suho viết gì đó vào một mảnh giấy nhỏ, sau đó ném sang Chebi. Hóa ra là cho anh ấy mượn cục tẩy. Sau đó Chebi ném nó sang phía anh. Chebi tiếp tục nhận được lời cảm ơn từ Suho, nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó. Tiếp đến anh rủ Chebi cùng nhau ăn trưa, vừa vừa phải phải thôi. Trong buổi ăn trưa, Chebi nhìn thấy khuôn mặt của Suho. Cô lập tức nhớ lại cảnh mơ đẹp của ngày hôm qua. Chỉ cần mỗi khi Suho ở bên cạnh, Chebi trở nên rất run và đỏ cả mặt. Nhìn thấy phản ứng của mình như vậy, Chebi tự hỏi lẽ nào cô đã thực sự rung động với Suho. Giờ giải lao, Chebi trò chuyện cùng với bạn bè trong lớp. Chebi nhận thấy Jami có chuyện gì đó không ổn. Cô cũng không suy nghĩ nhiều. Đến tối, Jami vì áp lực cân nặng, cô đã lên mạng tìm kiếm nơi bán thuốc giảm cân. Sau đó Jami đã lén lút đến điểm hẹn để lấy số thuốc mình đặt. Sáng ngày hôm sau trong lớp học thể dục, Jami bất ngờ bị ngất xỉu. Ngay sau đó Chebi mới nhận ra độ nghiêm trọng của vấn đề. Bác sĩ nói với Chebi, Jami ngất xỉu là vì uống nhiều thuốc giảm cân. Đặc biệt số thuốc này có thành phần ma túy trong đó. Nếu như uống thuốc này thường xuyên thì sẽ rất nguy hiểm. Đến tối, Chebi ở trong nhà, cô tìm kiếm các tác hại của việc giảm cân không đúng cách. Cô phát hiện ra Jami đã dùng đến phương pháp nôn mửa. Vì vậy mà trên mu bàn tay của cô ấy có sẹo, quả nhiên là vết thương đó. Vì sức khỏe của Jami, Chebi đã lấy đi số thuốc đó. Sáng sớm Jami tìm trong ba lô của mình không thấy lọ thuốc đâu nữa. Còn Chebi ở phòng giáo viên, vô tình nhìn thấy cô giáo đang hỏi Chinu về bản kế hoạch định hướng. Biết được anh sẽ vào trường y, Chinu buồn bã đi ra phía ngoài và vứt thứ gì đó vào thùng rác. Chebi thấy vậy, cô đi đến nhặt nó lên mở ra xem mới biết Chinu hy vọng vào khoa nhiếp ảnh. Vì vậy ngay sau đó Chebi đã tìm đến Chinu. Cô nói bản thân thật sự rất thích bờm tóc, nhưng mà mọi người kêu nó không hợp với cô. Cô không biết nên làm sao nữa. Theo Chinu thì, dù mọi người có nói sao đi nữa, thì cô phải làm theo ý của mình. Để sau này không phải hối hận, Chebi đồng ý với suy nghĩ của anh. Cô tháo bờm tóc của mình xuống và cài nó lên đầu anh. Sau đó cô khích lệ Chinu hãy làm điều mà anh thích. Cô cũng bày tỏ nếu như anh chưa có đủ dũng khí, cô nhất định sẽ đứng về phía anh. Chinu cảm thấy thật kỳ lạ, ở cạnh Chebi những điều tưởng như không thể, lại dường như có thể nắm bắt trong tay ngay vậy. Cũng chính vì thế mà anh luôn muốn ở bên cạnh cô. Chinu cảm ơn Chebi vì đã luôn đứng về phía anh. Sau khi Chebi đi ra ngoài, thì Jami gọi cô lại. Chebi hỏi han tình hình sức khỏe của Jami. Nhưng điều Jami muốn biết nhất lúc này là lọ thuốc của cô Chebi để nó ở đâu rồi. Jami giả vờ nói đó chỉ là vitamin cô thường hay uống. Nhưng Chebi thú nhận cô biết số thuốc đó là gì rồi. Hơn nữa lúc đầu nó rất hiệu quả nhưng về sau sẽ sinh ra ảo giác, nói chúng không tốt cho sức khỏe. Liên quan gì đến cậu? Cậu là người ban đầu đã khiến mình thành ra như thế này. Tại sao mà mình phải dè chừng ánh nhìn của người khác? Vì mình xấu xí ư? Rồi thì mình không xứng với Suho. Không phải cậu đã nói với mình những câu nói đó sao? Chebi cảm thấy rất bối rối sau khi nghe Jami nói vậy. Chinu cũng tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Anh tiến đến an ủi Chebi. Chebi không nghĩ Jami lại nói mình như vậy. Nhưng thực sự người nói những câu nói không phải là cô. Chinu nhìn thấy Chebi tự trách mình, anh tin cô vô điều kiện. Khi Chinu ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Suho đang đứng đối diện mình. Vì vậy anh có một chút thận trọng, anh không do dự mà ôm lấy Chebi. Chỉ vì hành động nhỏ này mà Suho đã hiểu lầm Chebi. Anh không biết tại sao Chebi lại thích tiền bối Chinu. Lúc này Suho đang thất tình, anh cảm thấy cô đơn, xóa hết mọi thông tin của Chebi trong điện thoại. Bằng cách này anh mới vạch ra ranh giới rõ ràng với Chebi, thông qua Hanse.
Chaebi bây giờ mới biết chuyện Suho hiểu lầm cô thích Chinwoo. Ban đầu Han Se đổ lỗi Chaebi vì đã thay đổi cốt truyện, nhưng bây giờ anh ủng hộ Chaebi hẹn hò với Suho. Sau khi Chaebi biết Suho hiểu lầm mình, Chaebi định giải thích rõ với anh ấy, nhưng ai ngờ rằng Suho nghiêm túc nói: "Thời gian qua tớ xin lỗi, cậu không thích mà tớ chỉ nghĩ đến cảm giác của mình. Sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu." Chaebi vốn dĩ nói rằng cô có ghét điều đó đâu, nhưng cô rất hồi hộp không biết nên nói như nào cho Suho hiểu. Sau khi tan học, Suho lấy cớ đi về nhà trước. Trong lòng Chaebi cảm thấy Suho đang né tránh cô. Cô không biết nên làm gì để giải quyết hiểu lầm này. Sáng ngày hôm sau, Chaebi đi đến cửa hàng tìm gì đó ăn tạm. Nhìn thấy Jami ngồi ở đó, Chaebi có chút xấu hổ. Cô tính đi xuống căn tin mua ít bánh mì ăn lót dạ, thì lại gặp Suho ở đó. Lúc này Han Se xuất hiện như vị cứu tinh của cô. Anh buộc phải chạy việc vặt để mua bánh mì cho Chaebi. Vừa đi ra ngoài thì bị Suho chặn lại. Suho chu đáo thay bánh mì thành cơm cuộn. Anh bảo Han Se đưa nó cho Chaebi. Chaebi đi đến phòng tập thể dục và hoàn thành bữa trưa của mình. Ngay cả khi Suho có thờ ơ với Chaebi đi nữa, anh vẫn không thể lừa dối bản thân. Suho đắm đuối nhìn Chaebi đang ngủ. Suho vô thức hỏi Chaebi có thể thích anh một chút được không. Và lời nói của anh vừa cất ra, Chaebi cũng bất ngờ mở mắt ra. Che Suho, có chuyện này, tớ bị chuột rút ở tay rồi. Bầu không khí mơ hồ ngay lập tức bị phá vỡ. Không biết nên vui hay nên buồn, Suho nỗ lực giúp Chaebi vươn vai. Rồi anh đứng lại, gọi tên Chaebi 3 lần, đến khi Chaebi mất kiên nhẫn. Anh nói rằng trong tương lai anh và cô sẽ là những người bạn bình thường. Anh cũng sẽ khiến cô không cảm thấy mệt mỏi nữa. Sau khi Chaebi trở về nhà, cô nhớ lại những chuyện trải qua cùng với Suho trước đây. Cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định của mình. Chaebi vội vàng đi tìm Suho, gặp ngay anh ở phía dưới. Cô nói với Suho, lúc anh bảo hai người làm bạn cô không thích. Lúc anh tránh né, cô rất buồn. Lúc anh bảo đi riêng, cô cảm thấy rất đau lòng. Tớ cũng thích cậu. Che Suho, mặc dù cả hai đều có những bí mật riêng của mình, nhưng bọn họ đều biết rất rõ tình cảm của mình dành cho đối phương. Chỉ cách đây mấy ngày, Chaebi lấy hết can đảm tỏ tình với Suho, nhưng cô rất lo lắng về bí mật lớn của mình. Không thể nói rõ cho Suho biết, cũng như không thể thú nhận. Chaebi chỉ có thể nói với Suho cô có một bí mật, nhưng Suho không bận tâm đến điều đó. Sau khi chính thức xác định mối quan hệ, Suho tự hào muốn thông báo cho mọi người xung quanh biết chuyện. Chaebi là bạn gái của anh, cả ngày hôm qua tớ đã ở bên Chaebi đấy. Tập thể dục. Từ hôm qua bọn tớ sẽ quyết định tập thể dục cùng nhau. Ở trong lớp anh đã nhắn tin hỏi Chaebi, rốt cuộc tại sao cậu lại muốn chúng ta hẹn hò bí mật, lẽ nào cậu xấu hổ vì tớ sao? Tớ có làm gì đâu khiến cậu ngại, tớ không phải người bạn trai như thế nhé. Sau đó Chaebi trả lời, vài ngày thôi, tớ có chuyện cần phải làm. Sau đó Chaebi đã tìm đến Han Se, cô nghiêm túc nói rằng sẽ ở lại trong thế giới truyện tranh này. Chaebi lạc quan cho rằng câu chuyện trong truyện tranh có thể tiếp tục kéo dài mãi mãi, cũng nói so với thế giới thực, khi cô ở đó cô có thể nhận được sự yêu thương và sống hạnh phúc, nhưng lại rất nặng nề, chẳng biết khi nào có bài đăng không tốt bị đăng lên, ngày nào cũng lục lọi trên mạng. Lúc nào cũng phải để ý ánh mắt của mọi người, cũng sợ các bình luận tiêu cực. Được ở trong thế giới truyện tranh là cơ hội tốt biết bao. Cuộc đời thứ hai mấy ai được sống thử chứ. Trong vài ngày tới, cô quyết định sẽ ở lại trong đây. Vì lý do này cô cũng đã lên một số kế hoạch cụ thể, giúp bản thân tự tin hơn, sống cuộc sống của riêng mình. Chaebi cũng khuyến khích Chinwoo chọn chuyên ngành mà anh yêu thích, thuyết phục anh ấy nên có đủ dũng cảm để bàn bạc với gia đình. Chaebi vì để có thể học cùng trường đại học với Suho, cô cũng đang cố gắng hết sức chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học vào năm sau. Tuy nhiên Suho vì không được hòa giải, anh quyết định trồng hoa Chaebi. Anh đây sẽ chăm em cẩn thận Chaebi à. Anh sẽ gọi tên em thật nhiều, tuyệt đối đừng giấu giếm anh, luôn bên anh nhé. Vì để thoát khỏi Chaebi của trước đây, cũng như các dấu vết liên quan đến bản thân, Chaebi quyết định xóa hết các tài khoản xã hội cũ. Đồng thời cô cũng gửi lời xin lỗi đến fan hâm mộ, thú nhận rằng bản thân vì lợi nhuận. Thật ra trong những bức ảnh thời gian qua cô đăng lên mạng, những món đồ cô nói đã sử dụng qua, đa số là cô nhận quảng cáo. Nhưng may mắn là không nhận lại quá nhiều lời chỉ trích. Sau khi hoàn thành xong tất cả mọi chuyện, Chaebi mới bắt đầu gọi Suho là bạn trai. Cô thản nhiên chụp ảnh Suho và đăng bài lên tài khoản xã hội của mình, thông báo rằng Suho là bạn trai của cô. Có điều hai người không biết, cứ nghĩ rằng đây sẽ là tình yêu ngọt ngào của cả hai. Nhưng trong lúc Suho đi mua một số thứ, Chaebi nghe thấy một giọng nói gọi tên cô. Đồng thời lúc này mọi thứ xung quanh trở nên mờ đi hẳn, thế giới truyện tranh dường như đã bị mắc kẹt. Khi Chaebi mở mắt ra, cô ấy đã thấy mình quay về thực tại. Đồng thời, các dấu vết về cuộc sống của Chaebi trong thế giới truyện tranh, toàn bộ đều biến mất, tất cả bạn bè đều quên đi Chaebi. Ngay cả Suho cũng không biết Chaebi là ai, trong thế giới này chỉ có mỗi Han Se là người nhớ đến Chaebi.
Tối ngày hôm qua Chebi đã quay về hiện thực, thế giới truyện tranh vẫn tiếp diễn vì còn có sự tồn tại của Hanse. Sáng nay đến trường, Hanse cảm thấy rất lạ. Anh gọi điện thoại cho Chebi nhưng hiển thị số điện thoại không có thật. Hanse thắc mắc hỏi Suo, nhưng không ngờ Suo không biết Chebi là ai. Hanse chợt nhận ra điều gì đó. Sau khi tan học, anh vội chạy đến nhà của Chebi. Lúc này anh mới nhận ra Chebi đã quay về hiện thực. Trong những ngày tới, Hanse đến trường học, không có sự xuất hiện của Chebi nữa, anh cảm thấy rất trống vắng. Biểu hiện thất thường của Hanse khiến cho Suo cảm thấy rất lạ. Đến tối, Suo vô tình nhìn thấy móc khóa ở trên bàn. Đột nhiên trong đầu anh xuất hiện hình ảnh của Chebi. Cậu nhìn xem, chúng ta giống cặp đôi thật nhỉ? Suo tự hỏi vừa rồi là gì? Vì để giải đáp thắc mắc trong lòng, sáng mai Suo đến lớp, anh hỏi Jami cái móc khóa này có phải là cô cho anh không? Jami ngạc nhiên cho biết không phải của cô, nhưng vì Jami thấy nó khá đáng yêu nên Suo đưa nó cho cô. Vừa lúc Hanse nhìn thấy cảnh này, anh vội chạy đến, chất vấn Suo. Dù cậu đã quên hết thì cái này sao có thể cho Jami được, cậu biết nó quan trọng với cậu như thế nào không? Hanse cũng nói với Jami đừng có nhận nó, dù sao gì Chebi cũng đã từng đối xử tốt với cô ấy. Chebi là ai cơ? Câu hỏi bất ngờ này khiến cho Hanse ngây người ra, anh không biết giải thích sao cho hai người hiểu, chỉ có thể lấy móc khóa và bỏ đi. Đến tối, bấy giờ dù ở trường học hay ở nhà, hình bóng của Chebi liên tục xuất hiện trước mặt Suo. Trong lúc anh hoảng hốt, vô tình nhìn thấy một quyển sổ, bên trong là những hành động kỳ lạ của Chebi đối với anh. Hơn nữa Suo nhận thấy chữ viết trong quyển sổ là của anh. Suo không hiểu sao cái tên Chebi liên tục bao vây anh cả ngày. Trong lớp học anh cũng hồi tưởng lại những ký ức đẹp đẽ trước đây của mình và Chebi. Suo mơ hồ đi ra phía sau trường ngồi. Chỉ khi anh vừa nhắm mắt lại, hình bóng của Chebi lại xuất hiện trước mặt anh. Cậu xem cùng không? Suo bất giác đưa tay ra cầm lấy quyển sách, nhưng rồi anh nhận ra đó chỉ là sự ảo ảnh. Đến tối Suo tìm đến Hanse, anh đưa cho Hanse quyển sách cũng như tờ giấy về câu hỏi đã được viết sẵn đáp án. Và không hiểu tại sao trong quyển sổ kia lại có chữ viết của anh. Hơn nữa ngay cả khi anh không biết tại sao lại có lọ hoa này, em trai bảo anh chăm sóc nó. Suo cho biết dạo này anh cứ nghe thấy giọng của một người con gái, thi thoảng khóc trong vô thức, bởi vì Suo cảm thấy Hanse rõ ràng là biết chuyện gì đó. Rốt cuộc Chebi là ai? Cậu thử nhớ lại đi. Suo vô thức đi đến nhà của Chebi, anh thử đi vào bên trong xem. Trong lúc anh tự hỏi sao bản thân lại đi đến nơi này, đột nhiên bóng dáng Chebi đang đi đụng phải người anh. Chính khoảnh khắc này Suo nhớ lại từng chi tiết khi anh ở cùng với Chebi tại nơi đây. Sau này thì không biết, nhưng giờ thì mình thích cậu, mình cũng thích cậu Che Suo. Chỉ khi lọ hoa Suo cầm trên tay rơi xuống đất, anh mới thức tỉnh lại, cũng là lúc Suo nhớ ra Chebi là ai. Trong lúc Hanse và Chin-woo đang nói chuyện, Suo đột ngột xông vào. Anh nói với Chin-woo không thấy Chebi đâu nữa, nhà của cô ấy trống trơn, như thể chưa từng ở đó, số điện thoại cũng không còn. Suo liên tục nói tên Chebi, nhưng Chin-woo hỏi Suo Chebi là ai. Suo không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hanse thấy vậy, vội kêu Suo ra ngoài nói chuyện. Suo hỏi Hanse rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Chebi đang ở đâu. Anh thắc mắc tại sao bản thân lại quên đi hết tất cả mọi chuyện và vì sao chỉ có mỗi Hanse là nhớ mọi chuyện. Hanse biết rằng chuyện anh nói ra nghe có vẻ khó tin, nhưng thực sự thì anh và Chebi đều là người đến từ thế giới thực. Vì chuyện này mà cả ngày Suo không đi đến lớp học, Chin-woo biết tin cũng đi tìm kiếm Suo khắp nơi, cuối cùng cũng thấy anh ngồi ở phía bên kia. Chin-woo đi đến xem tình trạng của Suo. Suo tuyệt vọng nói với Chin-woo anh không tìm thấy Chebi ở bất cứ đâu nữa và không ai nhớ đến Chebi nữa. Suo năn nỉ Chin-woo giúp anh tìm lại Chebi. Có điều câu nói của Chin-woo khiến cho Suo rất ngạc nhiên. Để em ấy đi đi, Chebi. Hóa ra hôm qua trong lúc Hanse và Suo nói chuyện, Chin-woo tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Anh cũng biết được Hanse và Chebi không phải là người ở đây, còn ở đây chỉ là thế giới trong tiểu thuyết mà thường ngày bọn họ đọc. Chin-woo nói với Sung-woo đó là vị trí vốn có của Chebi, còn ở đây mới là chỗ của hai người. Phải để cho Chebi đi về nơi vốn thuộc về cô ấy, quay trở lại với thực tại. Chebi sau khi quay về, cô vẫn đang có mặt tại buổi họp báo để giải thích các tin đồn thất thiệt về mình. Biết rằng bên phía công ty đã soạn sẵn biên bản giải thích, nhưng ngay khi cô đang chuẩn bị biện minh, cô mở tờ giấy biên soạn ra xem nội dung bên trong. Chebi cảm thấy thật vô lý, các phóng viên bên dưới liên tục đặt câu hỏi lẽ nào cô phủ nhận tin đồn bạo lực học đường. Thì đúng lúc này đèn đột nhiên tắt, đợi sau khi đèn được bật lên lại thì không thấy Chebi ở đâu nữa. Không sai, Chebi một lần nữa quay lại thế giới hư ảo này. Bấy giờ cô mới phát hiện đã 2 tuần trôi qua, cô vội vàng chạy đến phòng họp của hội học sinh và tình cờ gặp Chin-woo. Chin-woo rất ngạc nhiên khi thấy cô quay lại, có điều câu hỏi đầu tiên cô đặt cho anh đó là Suo đi đâu rồi. Chin-woo có chút buồn, anh không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào, chỉ lặng lẽ đi đến ôm lấy cô. Chin-woo hỏi cô có sao không, Chebi cho biết đây là chuyện rất kỳ lạ, sau này cô sẽ giải thích với anh sau. Cô tỏ mò không biết Suo đã đi đâu. Em không đi không được sao? Suo đang ở trước đài phun nước đó, cuối cùng thì Chebi vẫn chọn đi đến nơi Suo thường lui tới. Khi Chebi định gọi Suo, cô nhận ra bản thân vẫn chưa đối diện ở thực tại, mà lại chọn cách bỏ trốn. Thế là Chebi quay người bỏ đi.
nhưng bất ngờ Suho ở phía sau gọi cô lại, "Du Chaebi." Anh tiến đến ôm lấy cô. "Cậu thấy mình rồi mà. Sao cậu nỡ bỏ đi chứ?" "Xin lỗi cậu, dù sao thì Chaebi đã quay lại, từ giờ Chaebi có làm gì, đối với Suho cũng chẳng sao hết." Căn nhà lúc này mọi thứ đã được thiết lập lại như lúc cô từng ở đây. Sáng ngày hôm sau, Suho biết tin Chaebi bị ốm, anh chu đáo mua thuốc đưa cho cô. Chaebi rất bối rối, cô đâu có bị ốm. Nhưng câu nói tiếp theo của Suho khiến cô càng ngạc nhiên hơn, "Cậu ốm nên nghỉ 2 tuần mà." Jami cũng vừa lúc đi đến, hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Chaebi. Chaebi nghi ngờ thật sự là tất cả mọi người đều nghĩ rằng cô bị ốm nên mới nghỉ sao. Hanse lúc này cũng đi đến lớp, anh nhìn thấy Chaebi, vội vàng chạy đến định ôm lấy cô. Nhưng bị Suho kéo ra, Hanse muốn chào đón Chaebi một cách thật cảm động. Nhưng Suho nghĩ rằng sao phải tới mức cảm động, cứ chào bình thường là được. Hanse bày tỏ rất nhớ Chaebi, Chaebi cười tít mắt. Nhìn động thái của hai người, Suho hỏi Hanse sao lại nhớ bạn gái của anh. Câu nói này khiến cho Jami và Hanse rất ngạc nhiên. Sau đó Hanse và Chaebi đã nói chuyện riêng với nhau. Anh hỏi Chaebi có phải đã quyết định sẽ ở lại đây không. Chaebi cũng không biết nữa, mở mắt ra thì thấy bản thân đã ở đây với cả cô, không biết làm sao để lựa chọn. Hanse nghĩ rằng điều đó tùy thuộc vào cô. Chaebi cũng bày tỏ nỗi khổ của mình với Hanse. Bản thân cô có chút rắc rối ở thế giới thực nên mới bỏ trốn vào đây. Người bạn thân nhất của cô đã viết bài bôi nhọ cô trên mạng xã hội. Lần này cô quay trở lại, cô mới biết công ty lên kế hoạch đổ hết tội lên đầu người bạn thân của cô, bắt cô phải nói rằng do người đó ghét cô nên mới bắt nạt cô như vậy. Vì thế mà cô có chút bận lòng. Hanse cảm thấy nếu như Chaebi tò mò thì có thể quay lại thực tại và kiểm tra là được. Mặc dù không biết lần này có thể quay lại đây được không nữa, còn không thì hãy quên điều đó đi. Nhưng Chaebi cảm thấy rất lạ, tại sao không một ai biết nguyên do cô biến mất, kể cả Suho. Hanse dường như biết điều gì đó, nhưng anh không nói cho Chaebi biết. Hóa ra sáng nay Suho đã nói chuyện với Hanse. Suho nghĩ rằng nếu như Chaebi biết chuyện anh đã biết thì chắc sẽ rất bận lòng. Bấy lâu nay vì bí mật đó mà Chaebi luôn đẩy Suho ra xa. Nếu như lần này Chaebi mà biết chắc cắt đứt với anh luôn. Vậy nên Suho hy vọng Hanse cũng sẽ giả vờ không biết chuyện gì. Hanse cũng nói cho Suho biết bí mật của anh. Anh đã ở lại đây tận 3 lần, cũng đã dự lễ tốt nghiệp Suho 2 lần. Còn lúc này Chaebi đang nói chuyện với Chinu. Chinu nghe nói cô và Suho đang hẹn hò, anh bày tỏ sự hối tiếc của bản thân. Giá như anh tỏ tình trước, thế nhưng nhìn phản ứng sốc của Chaebi, Chinu vội nói đó chỉ là đùa thôi. Anh cũng không quên nói với Chaebi, nếu Suho có làm cô buồn thì hãy tìm đến anh, ít nhất anh sẽ đối xử với cô tốt hơn Suho. Chinu hỏi Chaebi thích Suho ở điểm nào. Chaebi cho biết cô có cảm giác Suho sẽ không bao giờ thay đổi, cũng sẽ không bao giờ từ bỏ cô, vì thế nên cô rất thích Suho. Nếu như mình có dũng khí dù chỉ một lần thôi thì mọi chuyện có khác không nhỉ. Anh cũng nhớ lại những lời nói trước đây Chaebi đã nói với anh đừng trốn tránh nữa, hay là thử lấy dũng khí, cứ ngỡ anh sẽ làm được. Chaebi à, em ăn uống đủ chứ? Cuối cùng thì Chinu cũng không có đủ dũng khí để nói ra câu anh thích em. Sau đó Chaebi và Suho ở trong thư viện. Chaebi vì muốn vào cùng trường đại học với Suho, cô xem hướng dẫn thi tuyển sinh. Suho cũng nhớ lại lời của Hanse đã nói với anh sáng nay, ở thế giới hiện thực, Chaebi là người rất thành công, vì không chịu được ở đó nên cô ấy mới bỏ trốn đến nơi đây. Nhưng dù là vậy đôi lúc cô ấy sẽ nhớ đến nơi đó. Chính vì vậy mà Suho đã nói với Chaebi, cô xứng đáng được yêu thương, không ai có quyền làm cô khổ sở hết. Bởi vậy nên dù cô có làm gì ở đâu, anh hy vọng cô luôn sống ngẩng cao đầu và tự tin đón nhận lấy tình yêu thương từ người khác. Lát sau cả hai trở lại lớp học, Suho vẽ ảnh chân dung Chaebi. Cô hỏi anh tại sao đột nhiên lại muốn vẽ. Suho cho biết ảnh có thể không được lưu lại, nhưng anh nghĩ tranh thì có thể. Nếu như lần trước quay trở lại không phải là do Chaebi tự quyết, thì lần này Chaebi sẽ có cơ hội để lựa chọn ở lại đây hoặc quay trở lại thế giới thực một lần nữa. Tuy nhiên đó có thể là lần cuối cùng. Hanse hỏi Chaebi sẽ không hối hận khi chọn ở đây chứ. Chaebi suy nghĩ rất kỹ, cô khẳng định bản thân thích nơi hư ảo này, cũng không muốn chia tay với Suho. Việc thế giới này có thể biến mất, suy cho cùng cũng không phải việc mình có thể làm gì khác được. Nhưng đối với Chaebi, cho dù có kết chuyện thì những gì ở đây vẫn sẽ tiếp diễn. Hanse đồng ý với suy nghĩ của Chaebi. Hanse tò mò hỏi Chaebi tại sao bọn họ phải trang trí cây thông này. Chaebi trả lời, trong lúc cô và Suho đang nói chuyện về việc sinh nhật của cô sẽ làm gì, thì Suho nói với cô cuối tuần này đi xem trường đại học. Chaebi nghĩ rằng chắc là Suho muốn đi tham quan trước, còn hôm nay thì phải trang trí cây thông này. Lát sau Hanse hỏi Suho lẽ nào anh không nói sự thật cho Chaebi biết. Nhưng Suho cho biết anh cảm thấy rất sợ, anh sợ Chaebi sẽ biến mất nên mỗi ngày anh đều đợi trước cửa nhà cô ấy. Có đêm anh cũng đến nhà của Chaebi để xác nhận nữa, nhất định phải thấy đèn nhà cô ấy vẫn sáng thì lúc đó mới tạm yên lòng được. Bởi vì anh biết rằng Chaebi rất sợ bóng tối nên toàn bật đèn đi ngủ sớm. Nhưng hành động của Suho khiến Hanse cảm thấy như thể anh đã chuẩn bị mọi thứ để tiễn Chaebi đi. Hanse cũng khuyên Suho nếu cảm thấy sợ tốt hơn hết hãy nói thẳng với Chaebi, dù sao thì Chaebi cũng nói sẽ không rời khỏi nơi đây. Suho không chắc Chaebi có thay đổi suy nghĩ hay không,
anh cũng không muốn cô ấy vì anh mà không thể quay lại đó. Có điều cuộc nói chuyện của hai người tình cờ bị Chebi đứng ở bên ngoài nghe thấy. Đến tối Chebi ngắm nhìn ảnh mình chụp cùng Suho. Cô dự định gửi tin nhắn để Suho không phải lo lắng vì mình. Nhưng rồi cô vẫn không đủ can đảm để gửi những dòng tin nhắn đó đến Suho. Vì vậy cô đã chuyển qua viết cho Suho một lá thư, gửi che Suho. Mình không biết phải nói thế nào với cậu nên mình viết bức thư này. Mình của quá khứ, hình ảnh mà cậu chưa từng bao giờ nhìn thấy. Là người luôn luôn bất an và khó thở, với áp lực nào cũng phải làm tốt. Mình vừa thấy biết ơn vì sự quan tâm và chú ý của công chúng, nhưng đồng thời cũng thấy sợ hãi vì những kỳ vọng ngày một lớn hơn. Chỉ cần làm sai một lần thôi, thì cảm tưởng như mọi sự thất vọng và đay nghiến sẽ quay ra đổ dồn vào mình. Nhưng khi đến nơi này và gặp cậu, lần đầu tiên những lo lắng đó biến mất hoàn toàn. Che Suho, cậu là người khiến mình thấy yêu chính bản thân mình. Từ khi quay lại nơi này, mỗi ngày mình đều mong chờ đến sáng ngày mai. Nghĩ đến việc chỉ cần bước qua cánh cửa này là có cậu luôn ở đó nói thích mình. Mình thấy vui và hạnh phúc lắm. Những ngày được ở cùng với cậu, mình không muốn những giây phút đó biến mất như chưa từng xảy ra. Sáng ngày hôm sau, Chebi đi đến trường. Cô gọi điện hẹn gặp Suho ở phòng hội học sinh. Chỉ khi nhìn thấy bức ảnh của cô và Suho, Chebi cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Che Suho, cậu không cần phải chuẩn bị sẵn cho những ngày chúng ta xa cách nhau đâu. Mình sẽ ở lại đây, mình sẽ ở bên cậu. Đến mãi mãi, tâm ý vừa dứt thì người không thấy đâu nữa. Chỉ còn mỗi lá thư, phải chăng Chebi đã quay về thế giới thực? Thì đúng lúc này, Suho đi vào phòng, anh nhặt lá thư lên. Khi anh mở nó ra xem, thì bên trong không có bất kỳ một chữ viết nào. Hanse vừa lúc cũng đi đến, điều khiến Hanse ngạc nhiên đó là khi Suho hỏi Hanse cây thông trang trí ở đằng kia là do anh làm phải không? Hanse chợt hiểu ra vấn đề. Anh đoán rằng Chebi đã quay lại thế giới thực. Đến tối Suho trở về nhà, anh vô tình nhìn thấy bức tranh chân dung của Chebi ở trên bàn. Anh ngắm nhìn nó một lúc rồi nhớ lại khung cảnh anh đã vẽ nó với sự hiện diện của Chebi. Ngay sau đó Suho đã chạy đến nhà của Chebi. Thế nhưng Chebi thực sự đã đi rồi, căn nhà bấy giờ cũng trống rỗng. Trở lại với thực tại, Chebi muốn quay lại thế giới hư ảo đó. Cô cố gắng tìm mọi cách để quay lại đó. Đột nhiên có một anh nhân viên gọi tên cô. Chebi vội hỏi anh ấy, chương trình phỏng vấn của cô kết thúc rồi sao? Anh nhân viên cảm thấy rất lạ, chương trình đó đã kết thúc từ một tuần trước rồi. Chebi chỉ có thể mượn tạm điện thoại anh nhân viên và lên mạng xem tin tức về mình. Mọi người đều đang rất tò mò không biết cô đã trốn đi đâu. Hơn nữa, cô cũng được mọi người nói là nạn nhân trong vụ bạo lực học đường. Chebi đang muốn đi ra khỏi cánh cửa này để giải thích rõ mọi chuyện trước công chúng. Nếu mình ra khỏi đây, thì có khi không thể quay lại đó được nữa. Cuối cùng Chebi vẫn chọn đối diện với đống rắc rối ở thực tại. Đến tối Chebi đã đến tìm cô bạn thân. Hỏi cô bạn thân tại sao lúc đó lại đăng ảnh của cô lên. Lẽ nào ghét cô đến thế? Cô bạn thân bày tỏ không cố tình làm vậy. Do ba nữ sinh kia nói Chebi là bạn của họ đã đi khắp nơi nói xấu về cô, nên cô bạn thân chỉ muốn chứng minh cô mới là bạn của Chebi. Còn mấy đứa đó thì không. Có điều cô bạn thân không nghĩ là chuyện lại đi đến mức này. Cô thật sự xin lỗi Chebi. Sau khi biết được sự thật, Chebi cũng không trách cô bạn thân nữa. Chỉ khi trở về nhà, Chebi đang quay trực tiếp để đính chính lại mọi chuyện. Những thông tin do công ty quản lý đăng tải đều là sai sự thật. Cô chưa từng bị bắt nạt. Hơn nữa, cô không làm gì sai cả, bao gồm cả bạn của cô. Vậy nên những bình luận ác ý nhắm vào cô và bạn cô cũng hy vọng mọi người sẽ dừng lại. Sau khi phát sóng trực tiếp đoạn video đó, nhận lại được rất nhiều lời bình luận tích cực, không ai hiểu lầm Chebi nữa. Chebi lúc này đang xem tin tức, vô tình nhìn thấy bức hình một ngày nọ Tứ Đại Thiên Vương tìm đến. Cô rất xin lỗi Suho, quay lại với thế giới hư ảo. Hôm nay cuối cùng cũng là ngày tốt nghiệp, cả nhóm bọn họ chụp hình chung. Có điều Suho vẫn đang đợi bóng dáng của ai đó. Anh mãi mê nhìn ra cánh cửa ở phía trước. Ngay sau đó anh cầm theo bó hoa chậm rãi đi đến lớp học. Anh đặt bó hoa lên bàn của Chebi và kèm theo đó là một tờ ghi chú: chúc mừng cậu tốt nghiệp Du Chebi. Hôm nay, Chebi bất ngờ gặp lại Hanse. Cô rất ngạc nhiên khi thấy anh đã quay trở lại thế giới thực này. Hóa ra sau buổi lễ tốt nghiệp, anh mở mắt ra thì thấy mình đã quay lại đây. Chebi nghĩ rằng là do cô thay đổi kết thúc nên mới thành như này. Hanse biết ngay Chebi sẽ nói vậy, nhưng anh nói với cô không sao cả. Ngày đầu tiên anh quay về, rất lo lắng không biết nên làm gì. Nhưng mấy ngày trôi qua thì cũng không đến nỗi nào. Chebi thắc mắc hỏi Hanse còn những bạn khác có đến đây không? Hanse trả lời anh cũng không biết nữa. Bản thân anh cũng chỉ là đột nhiên quay trở lại. Nhìn ảnh mình được in trên chai nước, Chebi tự an ủi rằng nếu Suho đến đây, nhất định sẽ tìm đến mình. Không lâu sau, Chebi tổ chức sinh nhật. Hanse gửi cho Chebi một tin nhắn: chúc mừng sinh nhật Chebi. Chúc mừng thì xong rồi, nhưng rốt cuộc bao giờ chúng ta gặp nhau? Mình sẽ đến gặp cậu sớm thôi. Đồng thời Chebi vô tình nhìn thấy trang cá nhân của Suho lưu lại những hình ảnh ở đài phun nước. Anh cũng để lại những lời nhắn phía dưới bài đăng kèm theo hashtag Du Chebi.
hy vọng cậu sẽ đọc được, cầu vòng đẹp quá, ước gì cậu cũng được thấy. Cậu nói đúng đấy, cậu hát hay thật, hy vọng cậu luôn hạnh phúc, dù ở bất cứ nơi đâu. Ngay sau đó Chebi vội vàng chạy đến đài phun nước. Chỉ khi Chebi đang cảm thấy tuyệt vọng khi không thấy Suo ở đây, một bóng dáng quen thuộc bất ngờ xuất hiện trước mặt cô. Anh ấy hỏi Chebi có sao không? Cho biết anh là fan của Chebi và muốn xin chữ ký của Chebi. Chebi sững sờ một lúc, đợi khi cô phản ứng lại và bắt đầu ký tặng. Cô hỏi tên anh là gì? Mình đã rất nhớ cậu. Thật sự là mình nhớ cậu rất nhiều. Được gặp cậu thế này vui thật. Chebi bỡ ngỡ, Che Suo có đúng là cậu không? Chào cậu Du Chebi. Hóa ra mấy tuần trước đây, Suo đã có mặt tại thế giới thực này. Anh đã ẩn danh gửi tin nhắn cho Chebi. Và kể từ đó, anh đều nhìn thấy Chebi trong giấc mơ của mình. Bản thân anh chính là Suo, nhân vật nam chính trong truyện tranh. Chebi là bạn gái của anh. Những giấc mơ kỳ lạ này khiến Suo cảm thấy như mình mất trí. Nhưng cho đến một ngày, anh thấy tin đồn về việc gian lận điểm của Chebi ở trên Internet. Tin tức này làm anh rất ngạc nhiên, bởi vì anh đã từng mơ thấy Hanse nói với mình về việc Chebi ở trong thế giới thực có vướng vào dư luận gian lận điểm số. Và điều này cũng khiến Suo nhận ra rằng những điều trong giấc mơ của anh là có thật. Vậy nên anh đã tìm Chebi và gặp cô tại đây. Lần này không còn bí mật hay trở ngại nào giữa hai người nữa. Và Suo cũng sẵn sàng làm bạn trai ngầm của Chebi. Mọi khoảnh khắc nỗ lực để đạt được ước mơ đẹp và có giá trị hơn khoảnh khắc mình đạt được ước mơ. Dù có mắc lỗi hay bất an, đôi khi cũng bỏ trốn trong sợ hãi cũng không sao hết. Đi qua những con đường đó, cuối cùng chúng ta sẽ đến được thế giới chúng ta mong muốn.